chương 521, giáo dục ngũ muội tống lưu luyến. Lâm Hữu Phàm vẫn là tông sư cảnh giới trung kỳ thời điểm, liền có thể bằng vào thiên cơ bí điển bên trong công pháp, thủ đoạn, tại cảnh giới tông sư quét ngang vô địch. Nếu là có thể đột phá đến tông sư đại thành, hoặc tông sư đỉnh phong, hắn tự tin có thể cùng thần cảnh cường giả phân cao thấp. Dù là vẫn như cũ không địch lại, cũng có tám thành chắc chắn đem đối phương trọng thương. Thời gian như nước chảy, nháy mắt thoáng qua. Khi Lâm Hữu Phàm đem thể nội cái kia cổ nguyên âm chi khí toàn bộ luyện hóa thời điểm, đã qua hai ngày thời gian trong hai ngày này lâm nhược đồng thỉnh thoảng chạy đến hắn cửa phòng vĩnh tai nghe lén chỉ sợ lâm hữu phàm trong phòng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nếu không phải liễu vân yên nhắc nhở nói lâm hữu phàm đang lúc bế quan nàng quyết định không chút do dự gõ cửa thậm chí hoa khai khóa sư phó mở cửa đi vào tìm tòi hư thực lầu một phòng khách liễu tiểu thư ngươi nói lâm tiên sinh tại sao còn không động tỉnh a cái này đều hai ngày thời gian hắn không ăn không uống cho dù là làm bằng sắt cũng chịu không được a lâm nhược đồng ở phòng khách đi qua đi lại một mặt lo nghĩ nàng nhớ mang máng đại tiểu thư tống y y cho nàng mệnh lệnh đó chính là chiếu cố tốt lâm hữu phàm nếu là lâm hữu phàm đói bụng đói bụng ngã bệnh vậy đại tiểu thư cũng sẽ không dễ tha nàng nghĩ đến tống y y cái kia thủ đoạn lâm nhược đồng không khỏi có chút trong lòng hốt hoảng ngươi coi hắn là ba tuổi đứa trẻ sao nếu là chịu không được chính hắn sẽ chết chống đỡ liễu vân yên một bên thưởng thức trà thơm một bên chậm rãi trả lời ngươi đừng tại đây hoảng du đông đưa mắt của ta choáng thuận theo tự nhiên là được rồi thật là lòng ta vội vã cấp bách a à. Lâm Nhược Đồng nói. Cấp bách có ích lợi gì? Lốt điên. Liễu Vân Yên một mặt im lặng. Lúc này, một cổ khí tức kinh cũng đột nhiên xuất hiện, cảm ứng được cổ khí tức này Liễu Vân Yên con ngươi co rụt lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hữu Phàm chỗ gian phòng phương hướng. Cổ khí tức này, đây là đột phá đến tông sư đại thành, vẫn là tới đỉnh phong. Xem như một cái tu sĩ võ đạo, cùng với một cái cảnh giới tông sư cường giả. Liễu Vân Yên đối với cảnh giới tông sư vẫn là hết sức hiểu rõ nhưng lâm hữu phàm vị trí gian phòng phương hướng truyền đến khí tức ba động lại là để cho nàng có chút không chắc nói là tông sư đại thành a nhưng này khí tức cảm giác cùng tông sư đỉnh phong một dạng nhưng nói là tông sư đỉnh phong a nhưng lại cảm giác có chút không đúng lắm nhưng cụ thể nơi nào không đúng lắm nàng lại không nói ra được cùng lúc đó lâm hữu phàm trong gian phòng lộc cộc lâm hữu phàm vừa mới kết thúc tu luyện cũng cảm giác bụng một hồi ùn ụt kháng nghị hô thật dài phun ra một ngụm trọc khí lâm hữu phàm chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái cảm ứng một chút tự thân cảnh giới tình huống, đã đột phá đến tông sư đại thành. Trên lực lượng, so với trước đó lại mạnh mẽ gấp mấy lần. Thậm chí, hắn cảm giác nếu là gặp lại trí hiền đại sư, hắn cũng có sức đánh một trận, sẽ không như phía trước như vậy, không có biện pháp. Ân. Lâm Hữu Phàm thuận thế cầm lấy trên tủ ở đầu giường điện thoại, chỉ thấy trên điện thoại di động có mấy cái cuộc gọi nhỡ, cùng với 99 tin tức vi chắc. Ấn mở vừa mở, tin tức cũng là mấy cái muội muội cùng với group chat tin tức. Phần lớn là một chút ân cần hỏi han lời nói nhìn lại một chút điện báo nhắc nhở cuộc gọi nhở cũng là ngủ muội tống y y đánh tới để tránh ngủ muội lo lắng lâm hữu phàm trở về một trận điện thoại đi qua phù hộ phàm ca ca ngươi hai ngày này làm gì đi như thế nào phát tin tức không trở về gọi điện thoại cũng không tiếp không có đâu hai ngày này tu luyện không có chú ý tới điện thoại di động lâm hữu phàm trả lời a dạng này a à, vậy ngươi bây giờ có rảnh không ta vừa làm xong vừa vặn có thể cùng nhau ăn bữa cơm đương nhiên có thể ngươi đem định vị phát ta ta bây giờ đi qua đi, vậy một lát gặp, phù hộ phàm ca ca bái bai. Cúp điện thoại, Lâm Hữu Phàm nhận được mũ muội Tống Y Y gửi tới tin nhắn. Tin nhắn bên trong có vị trí cùng với phòng khách tên. Lập tức, Lâm Hữu Phàm đơn giản tắm sơ một phen liền vội vàng ra cửa. Vừa xuống lầu, liền gặp được Liễu Vân Yên cùng Lâm Nhược Đồng hai nữ. Lâm Hữu Phàm nói, ta muốn ra cửa ăn một bữa cơm, các ngươi muốn cùng đi sao? Tốt. Liễu Vân Yên lúc này gật đầu. Vừa vặn nàng cũng có chút đói bụng lâm nhược đồng lại là có chút cẩn thận hỏi lâm tiên sinh ngài là muốn cùng đại tiểu thư cùng nhau ăn cơm sao ân lâm hữu phàm gật đầu nghe vậy lâm nhược đồng cười ngượng ngùng một tiếng nói vậy quên đi ta vừa vặn một hồi còn muốn đi siêu thị mua sắm đồ dùng hàng ngày liền không đi làm kỳ đà cản mũi đi tùy ngươi vậy lâm hữu phàm cười cười nhìn về phía liễu vân yên nói vậy chúng ta lên đường đi miễn cho lưu luyến chờ quá lâu ta không đi nhưng mà để cho lâm hữu phàm có chút bất ngờ là Liễu Vân Yên phía trước một giây còn đáp ứng thật tốt, gặp muốn ra cửa, vậy mà lật lọng. Ách! Ngươi đây là? Lâm Hữu Phàm có chút mộng bức. Thế nào? Ngươi hỏi một chút ngươi hảo muội muội đi. Ta chỉ là tỷ thí thua ngươi, đáp ứng cho ngươi làm một năm nha hoàng mà thôi, muội muội của ngươi ngược lại tốt, vậy mà đối với ta. Đối với ta làm ra loại sự tình này. Liễu Vân Yên càng nói càng tức, ngực cũng theo thô trọng hô hấp nâng lên hạ xuống, thấy Lâm Hữu Phàm một hồi trợn mắt hốc mồm. Lưu luyến đối với ngươi làm cái gì? Lâm Hữu Phàm kinh ngạc hỏi lập tức liễu vân yên liền bắt đầu oán trách nàng đem tống y y liên hợp lâm nhược đồng đem chính mình mê choáng tiếp đó tại trong thân thể mình gieo xuống một khỏa vi hình lựu đạn sự tình nói ra nghe nói như thế lâm hữu phàm sắc mặt trong nháy mắt đen lại lưu luyến làm được quá mức lâm hữu phàm trầm ngâm chốc lát sau đối với liễu vân yên nói ngươi theo ta cùng đi ta tìm lưu luyến lý luận đi để cho nàng đem trong thân thể ngươi viên kia vi hình bom lấy ra thật sự khiến lâm phù hộ phàm vậy mà vì chính mình ra mặt liễu vân yên lập tức đổi giận thành vui ta chưa từng gạt người nói xong lâm hữu phàm trực tiếp đi ra ngoài liễu vân yên cũng hấp tấp đi theo phía sau không bao lâu hai người liền đi đến gian bắt một nhà hào hoa nhà hàng tây đi tới phòng khách tống y y kiến lâm phù hộ phàm vậy mà đem liễu vân yên cũng cho mang đến lập tức có chút mất hứng phù hộ phàm ca ca hai ta hẹn hò ngươi mang nàng tới làm gì tống y y bất mãn nói lưu luyến ngươi có phải hay không tại trong thân thể của nhân gia trang cái vi hình bom lâm hữu phàm đi thẳng vào vấn đề tống y y nghe vậy không che giấu chút nào gật gật đầu nói đúng vậy a à, thế nào nhanh chóng cho người ta lấy ra. Lâm Hữu Phàm mặt đen lại nói. Ta không. Tống y y hai tay ôm ngực, lạnh giọng cự tuyệt. Nghe lời. Bằng không thì ca tức giận, ca sinh khí, kết quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Lâm Hữu Phàm mặt đen lại nói. Liền không. Tống y y thái độ kiên quyết. Lâm Hữu Phàm bất đắc dĩ, đành phải để cho Liễu Vân Yên bây giờ bên ngoài rạp các loại. Liễu Vân Yên gật gật đầu, ra khỏi phòng khách. Một phút đồng hồ sau, Liễu Vân Yên liền nghe được một một tiếng tiếng vang lanh lảnh phù hộ phàm ca ca, ngươi. Ngươi tốt quá phận. Ta đã không phải tiểu hài tử, ngươi vậy mà đánh ta cái mông, ngươi. Ngay sau đó, trong phòng khách liền truyền ra tống y y thấp giọng oán trách âm thanh. Nhưng ngươi không nghe lời. Sai không có. Ta không tệ, đó chính là một tiểu hồ mị tử, ta cũng là để phòng vạn nhất mà thôi. Cái gì để phòng vạn nhất, ngươi đây là đối ta không tín nhiệm. Ai nha, đừng đánh nữa, đau. Biết đau, vậy còn không ngoan ngoãn nghe lời. Hu hu, ta nghe lời, ta nghe lời được rồi. Thật là, ta đều lớn bao nhiêu, phù hộ phàm ca ca ngươi lại còn đối với ta làm ra loại chuyện này, ta không cần mặt mũi sao. Tại ca cái này, ngươi muốn sĩ diện cái gì? Trong rạp đối thoại của hai người bị canh giữ ở cửa ra vào nghe nhất thanh nhị sở. Nghe được đối thoại của hai người, Liễu Vân Yên không khỏi khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói thầm, hai người này thực sự là... Phi! Không biết xấu hổ. Chương 522, chỉ là hù dọa nàng mà thôi. Một lát sau, trừng phù hộ phàm ra hiệu Liễu Vân Khói có thể tiến vào. Liễu Vân Khói vừa vào phòng khách, chỉ thấy rừng phù hộ phàm vĩnh lên chân bắt chéo ở đó hút thuốc tống lưu luyến thì cùng một tiểu nữ nhân tựa như ngồi ở bên cạnh hắn cúi đầu vĩ quốc hề hề nhìn thấy một màn này liễu vân khói trong lòng gọi là một cái mừng thầm a à. đáng đời ngươi cũng có hôm nay a à. hừ liễu vân khói trong lòng thầm nhủ yên nhi ta đại lưu luyến hướng ngươi nói lời xin lỗi kỳ thực lưu luyến chỉ là hù dọa ngươi mà thôi bất quá vì để cho ngươi tin tưởng nàng mà nói cho nên tính cả tiểu đồng cũng cho lừa gạt rừng phù hộ phàm cười giảng giải ân có ý tứ gì Liễu Vân Khói có chút không hiểu. Rừng phù hộ phàm cười khổ nói, thực ra thì ngày đó buổi tối lưu luyến không cho ngươi trong thân thể lộng cái gì vi hình bom, chỉ là làm bộ dáng cho tiểu đồng nhìn, để cho ngươi tin tưởng thật sự. Thật sự. Nhưng ta. Liễu Vân Khói có chút nửa tin nửa ngờ. Hừ, ngươi là muốn nói trên lưng có một vướng mắt đúng không? Đó là con mũi trắng, không quan hệ với ta. Tống lưu luyến đầu chuyển hướng một bên, lập tức lại nói, cái kia ống chích cái gì, chính là nước ngoài một cái trong phim ảnh mô phỏng chân thật đạo cụ, ta cảm thấy chơi vui, liền mua, không tin, quay đầu đi theo nhà ta, ta trong phòng cất giữ cũng là mô phỏng chân thật đạo cụ. Khó trách. Thì ra là thế. Nghe vậy, Liễu Vân khói hơi sững sờ. Trước đây, hắn còn cảm thấy trên lưng cái kia bị kim đâm chỗ có chút ngứa một chút, có chút không đúng, còn tưởng rằng là lây nhiễm. Bây giờ nghĩ lại, chính xác cùng bị mũi đốt cắn sau triệu chứng giống nhau như đúc. Lốt điên. Thì ra mình lo lắng hai ngày, lại là phí công lo lắng. Hừ, đồ hèn nhát. Tống lưu luyến kiều hừ một tiếng, không nói nữa. Nàng mặc dù đối với địch nhân rất tàn nhẫn, nhưng đối người mình vẫn rất tốt. Về phần tại sao nhằm vào Liễu Vân Khói, kỳ thực cũng bất quá là bởi vì Liễu Vân Khói dáng dấp còn có thể, thứ yếu, lại muốn cùng rừng phù hộ phàm ở chung một năm. Một nam một nữ ở chung một năm, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút cảm tình. Xem như nữ nhân, Tống Lưu Luyến tự nhiên cũng sẽ ghen, cho nên mới suy nghĩ hù dọa một chút Liễu Vân Khói. Nhưng nàng cũng không nghĩ đến, rừng phù hộ phàm vậy mà lại vì chuyện này, đặc biệt tới dạy dỗ mình một trận, còn đánh cái mông của nàng. Nghĩ đến đây, Tống Lưu Luyến cũng cảm giác chính mình rất ủy khuất không có việc gì liền tốt làm ta sợ muốn chết liễu vân khói không nhìn thẳng tống lưu luyến kinh bỉ âm thầm thở vào nhẹ nhõm dù sao cho dù là tông sư cũng sợ bom a nhất là ở trong người bom đây nếu là thật sự nàng ngủ cũng là lo lắng đề phòng đi ngồi trước a hôm nay lưu luyến mời khách xem như cho ngươi nói xin lỗi rừng phù hộ phàm cười cười hướng liễu vân khói vẫy vẫy tay liễu vân khói gật gật đầu ngồi ở rừng phù hộ phàm vị trí đối diện lúc này một cái ngoài 30, thân thể mập mạp quản lý mang theo một cái nữ phục vụ đi đến. Béo quản lý cười ha hả nhìn về phía Tống Lưu Lý nói, Tống Tiểu Thư, ngài đã tới, như thế nào cũng không nói trước thông báo một tiếng, để cho ta dễ nên đón ngươi nha. Bất nói nhiều lời, lên thực đơn. Có người ngoài ở đây tràn, Tống Lưu Lý lập tức lại biến thành vị kia bá khí ầm ầm, lãnh khóc vô cùng Tống Gia Đại Tiểu Thư. Béo quản lý một mặt định hót cười, một bên ra hiệu sau lưng nữ phục vụ đem menu đặt ở rừng phù hộ phàm cùng với liễu vân khói trước mặt ngay tại rừng phù hộ phàm còn đang nhìn menu lúc tống lưu luyến đã bắt đầu gọi thức ăn quy củ cũ cách thức tiêu chuẩn gan ngỗng trứng cá muối wellington bò bít tết chín bảy phần mặt khác đem các ngươi trong tiệm rượu ngon nhất lấy ra tốt tống tiểu thư bé quản lý lập tức bắt đầu cầm bút ký phía dưới lập tức đem ánh mắt nhìn về phía rừng phù hộ phàm cùng liễu vân khói hai người rừng phù hộ phàm không thể nào hiểu rõ cơm tây ăn cũng ăn được tương đối ít bởi vậy tùy tiện liền điểm một phần bò bít tết đối diện liễu vân khói hơi lúng túng một chút nàng có lựa chọn khó khăn chứng nhìn hình ảnh mà nói giống như đều thật không tệ nhưng nếu là chọn nàng cũng có chút nhức đầu dường như là nhìn ra liễu vân khói xoắn suýt điểm tống lưu luyến hừ nhẹ một tiếng hướng béo quản lý nói đem các ngươi điểm tất cả món ăn một dạng một phần cho vị tiểu thư này nếm thử a à. một dạng một phần béo quản lý nghe vậy trực tiếp cả kinh trừng to mắt ánh mắt hắn có chút cổ quá nhìn về phía liễu vân khói nhưng trong lòng thì âm thầm nói thầm vị tiểu thư này nhìn cũng không giống là đại vị vương a hơn nữa liền xem như đại vị vương mà nói cũng không khả năng ăn nhiều như vậy a à. nghe không hiểu sao tống lưu luyến sắc mặt lạnh lẽo đáy mắt thoáng qua một tia không vui bé quản lý dọa đến một cái giật mình liền vội vàng gật đầu khòng người thối lui ra khỏi phòng khách này lại sẽ không quá xa xỉ a à. liễu vân khói có chút không quá không biết xấu hổ nhìn về phía tống lưu luyến tống lưu luyến liếc mắt vốn định tới mắng nàng hai câu tới nhưng phát giác được trừng phù hộ phàm đang theo dõi chính mình thế là nhẹ nhàng thở ra nói nếu là xin lỗi nhất định phải lấy ra thành ý hôm nay ngươi cứ ăn ăn bao nhiêu đều tính cho ta vậy ta cũng sẽ không khách khí. Nghe vậy, Liễu Vân Khói lập tức vui vẻ ra mặt. Mấy phút sau, lần lượt liền có phục vụ viên không ngừng hướng về phòng khách tiễn đưa đủ loại món ăn, có bò bít tết, gan ngỗng, canh, đồ ngọt các loại. Tống Lưu Luyến tướng ăn ưu nhã, ngụm nhỏ ngụm nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm, không chỗ không lộ ra lấy hào môn thiên kim ưu nhã tư thái cùng dùng cơm lễ nghi. Trái lại rừng phù hộ phàm, đó chính là cái nĩa cắm xuống, trực tiếp phóng trong miệng mở gặm. Thấy thế, Tống Lưu Luyến không khỏi cảm giác buồn cười, nàng một bên tinh tế bình thường mỹ thực, một bên không ngừng nhìn về phía rừng phù hộ phàm. Phù hộ phàm ca ca thật đáng yêu. Tống Lưu Luyến trong lòng âm thầm nghĩ. Lúc này, khóe mắt nàng dư quan bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn thấy ngồi ở chết đối diện Liễu Vân Khói. Khi nhìn thấy Liễu Vân Khói ăn cái gì lúc, nàng trực tiếp trợn tròn mắt. Liễu Vân Khói ăn cái gì mặc dù không có rừng phù hộ phàm như vậy từng ngụm từng ngụm hồ ăn biển nhét, nhưng tốc độ lại một điểm không chậm, thậm chí cùng rừng phù hộ phàm không kém cạnh phục vụ viên vừa bưng lên hai món ăn phẩm liền bị rừng phù hộ phàm cùng liễu vân khói cho chia cắt hai người ăn đến tạc hoang đến mức để cho một bên tống lưu luyến trực tiếp liền cho nhìn no rồi qua nửa giờ rừng phù hộ phàm ở một cái một mặt thỏa mãn vỗ bụng một cái tống lưu luyến thấy thế cầm lấy một khối khăn ướt vì rừng phù hộ phàm lau khóe miệng mở đông hô nhà này nhà hàng tây đồ ăn thật đúng là không tệ đi sau kinh hoa thị nhà kia ăn ngon nhiều liễu vân khói đồng dạng một mặt thỏa mãn bụng bằng phẳng lúc này đều thật cao phồng lên không biết còn tưởng rằng nàng mang thai bốn năm tháng nữa nha phục vụ viên, tính tiền." Tống Lưu Luyến hô một tiếng. Tiếng nói vừa ra, một cái đội nóng trắng phục vụ viên đẩy một cái xe đẩy nhỏ đi đến. Ngay tại ba người tưởng rằng lúc trước gọi món ăn phẩm lúc, người phục vụ kia bỗng nhiên từ nhỏ xe đẩy phía dưới móc ra một cái súng máy hạng nhẹ tới, tiếp lấy liền đối với Tống Lưu Luyến một hồi bắn phá. Tống Lưu Luyến sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, khoảng cách như vậy, nàng muốn tránh, hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Liền tại đây trong lúc nguy cấp, Tống Lưu Luyến trước bàn ly đế cao bên trong quý báo rượu bỗng nhiên vụt một cái bay lên, hóa thành một mặt thủy kính, treo ở Tống Lưu Luyến trước mặt. Phốc 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 phốc. Vô số đạn tre và măng mọc mà bắn tại cái kia thủy kính phía trên, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị cái kia thủy kính ngăn cản xuống dưới. Chương 523, để yên nhi bảo hộ muội mùi. Tự tìm cái chết. Trừng Phù hộ phàm sắc mặt phục một cái đen lại. Hắn thân ảnh lóe lên ở giữa, liền đã đến cái kia giả trước mặt phục vụ viên, hắn bỗng nhiên đưa tay ra, một tay lấy người phục vụ kia trong tay súng máy hạng nhẹ đoạt lại, theo sau chính là một trận phân cân thác quốc thủ. Bất quá một cái hô hấp ở giữa công phu cái kia giả phục vụ viên liền bị rừng phù hộ phàm phế đi tứ chi giống như một bãi bùn nhão sụi lơ mà nằm trên mặt đất không thể động đậy nói ai phái ngươi tới rừng phù hộ phàm một cước dẫm ở phục vụ viên kia trên ngực âm thanh băng lãnh phải giống như vạn niên huyền băng dám ở ngay trước mặt chính mình ám sát bảo bối của mình muội muội đơn giản tội không thể tha thứ cụ 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 rừng phù hộ phàm một cước này nhìn như không có gì lực đạo nhưng chân chính đạp lên lúc cái kia lại là giống như bị sơn nhạc ngăn chặn đồng dạng giả phục vụ viên ho khan kịch liệt sắc mặt đỏ bừng lên khóe miệng càng là tràn ra từng sợi máu đỏ tươi tới hắn một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm rừng phù hộ phàm đáy mắt tràn đầy không dám tin thần sắc vừa mới trong nháy mắt đó hắn đều không có thấy rõ rừng phù hộ phàm động tác liền bị rừng phù hộ phàm dễ dàng cho chế phục nói rừng phù hộ phàm dưới chân lại lần nữa phát lực phục vụ viên kia sắc mặt lập tức từ đỏ lên chuyển biến trở thành xanh đen ha 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 nghĩ biết không ta lại không nói cho ngươi giả phục vụ viên cười rằng nói xong bỗng nhiên là một cái động tác nuốt chờ đến lúc rừng phù hộ phàm phát giác được không thích hợp cái kia giả phục vụ viên đã nuốt vào độc dược khí tuyệt bỏ mình đáng chết lốt điên rừng phù hộ phàm nắm đấm nắm chặt đáy lòng vụt một chút bốc lên hừng hực lửa giận như muốn đem thế gian này hết thảy đều cho đốt cháy hầu như không còn ngươi không sao chứ lúc này liễu vân khói đứng dậy đáy mắt mang theo một tia ân cần nhìn về phía tống lưu luyến tống lưu luyến ánh mắt phức tạp khẽ lắc đầu nói ta không sao vừa mới cảm ơn ngươi không khách khí cũng là bằng hữu phải liễu vân khói nở nụ cười xinh đẹp xác định dưới chân phục vụ viên đã triệt để đoạn khí sau trừng phù hộ phàm xoay người lại đến tống lưu luyến trước mặt hắn tự tay sờ lên tống lưu luyến cái kia tinh xảo giống như gốm sứ tầm thường gương mặt xinh đẹp nói lưu luyến muội muội về sau lúc ra cửa mang theo nhiều vệ sĩ một chút thiếp thân bảo hộ ngươi hảo tống lưu luyến gật gật đầu nàng lúc này như cũ có chút lòng còn sợ hãi nếu không phải vừa mới liễu vân khói kịp thời ra tay thay nàng đỡ được cái kia một đợt bắn phá nàng có thể đã bị đánh thành cái sàn Nguyên bản Tống Lưu Luyến còn dự định cùng rừng phù hộ phàm hẹn hò, đi ra xem một chút điện ảnh, đạp đạp thanh cái gì. Nhưng đi qua biến cố này, ba người tâm tình đều trở nên không thế nào tốt. Rời khỏi phòng ăn, Tống Lưu Luyến chuẩn bị lái xe về nhà. Rừng phù hộ phàm có chút không yên lòng, thế là liền đối với bên cạnh Liễu Vân Khói nói, Yên Nhi, ta có thể xin ngươi giúp một chuyện sao? Ngươi muốn cho ta bảo vệ Tống Lưu Luyến. Liễu Vân Khói cực kỳ thông minh, không đợi rừng phù hộ phàm nói xong, liền đã đoán được trong rừng phù hộ phàm tâm suy nghĩ. Rừng phù hộ phàm gật đầu một cái ngươi là chủ nhân ngươi nói tính toán bất quá ngươi nhất thiết phải đề cập với nàng phía trước đã nói ta sợ ta đi bảo hộ nàng nàng còn đùa dẫn ta ta sợ nàng liễu vân khói trầm ngâm chốc lát sau đạo thật sự sao vậy thì tốt quá yên nhi ngươi thật đúng là một thiện tâm tiểu cô nương gặp liễu vân khói cũng không có tự tuyệt trừng phù hộ phàm tâm bên trong không khỏi nhẹ nhàng thở ra dù sao đi qua chuyện mới vừa rồi về sau trừng phù hộ phàm trầm tư một chút nếu như lần nữa gặp phải chuyện giống vậy bình thường bảo tiêu cho dù là thiếp thân bảo hộ cũng khó có thể bảo toàn tống lưu luyến an toàn nhưng nếu là bên cạnh có một cái như liễu vân khói dạng này tông sư cường giả vậy thì lại không đồng dạng hứ ngươi mới là tiểu cô nương ta đã trưởng thành được không ngươi gặp qua nhà ai tiểu cô nương có ta cao như vậy chỗ mã có ta tốt như vậy liễu vân khói khuôn mặt đỏ lên có chút bất mãn trừng trừng phù hộ phàm một mắt trừng phù hộ phàm vô ý thức tại liễu vân khói trên thân trên dưới quét mắt một vòng chật gật đầu nói ngươi chỗ mã chính xác còn có thể nhưng so với ta mấy cái em gái bảo bối tới vẫn là kém một chút Phi, ngươi có biết nói chuyện hay không? Không biết nói chuyện liền đừng nói lời nói, thật là. Liễu Vân khó nghe vậy, lập tức một mặt bất mãn. Trừng phù hộ phàm cười sờ lỗ mũi một cái, cũng sẽ không nhiều lời, mà là quay đầu bước nhanh đuổi kịp chuẩn bị lái xe rời đi Tống Lưu Luyến. Phù hộ phàm ca ca, ngươi có chuyện gì sao? Tống Lưu Luyến hơi kinh ngạc nhìn về phía rừng phù hộ phàm. Rừng phù hộ phàm nói, Lưu Luyến, ta muốn mời ngươi giúp một chút, không biết ngươi có thể đáp ứng không? Phù hộ phàm ca ca, chúng ta đều như vậy, ngươi còn hỏi loại vấn đề này làm cái gì chuyện của ngươi chính là ta sự tình nói đi chỉ cần là ta có thể làm được ta đều đáp ứng ngươi tống lưu luyến phong tình vạn chủng trắng rừng phù hộ phàm một mắt trong lòng âm thầm nói thầm chán ghét chết nhân gia đều là ngươi người còn như thế khách khí rừng phù hộ phàm nói ta gần nhất có chút việc phải làm không tiện mang lên y nhi cho nên muốn mời ngươi đem thuốc mang theo bên người nàng mới đến chưa quen cuộc sống nơi đây cho nên cái này a à. được chưa vậy ngươi trước tiên nói với nàng một chút nàng nếu là không có ý kiến vậy ta cũng không ý kiến. Tống lưu luyến nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Ta nói với nàng, nàng bên kia không có ý kiến. Gặp mùi mùi tống lưu luyến đáp ứng, trừng phù hộ phàm lập tức yên lòng, khóe miệng cũng hiện ra vẻ tươi cười. Có yên nhi tiếp thân bảo hộ lưu luyến, chắc hẳn lưu luyến hẳn sẽ không gặp phải nguy hiểm. Trừng phù hộ phàm cao hứng bất quá ba giây, tống lưu luyến một câu nói, trực tiếp để cho hắn trợn tròn mắt. Chờ đã, ngươi vì cái gì hỏi trước nàng? Còn không phải hỏi trước một chút ta, tống lưu luyến một mặt bất mãn nhìn chằm chằm rừng phù hộ phàm dường như đang chờ rừng phù hộ phàm cho nàng một lời giải thích cái này ta lúc đó cũng không suy nghĩ nhiều như vậy a à. rừng phù hộ phàm bất đắc dĩ giảng giải không nghĩ nhiều như vậy vẫn là tại trong lòng ngươi cảm thấy nàng so ta trọng yếu tống lưu luyến bắt đầu không buông tha nữ nhân đều thích ăn giấm càng là quan tâm càng là dễ dàng ghen cho dù là rõ ràng một kiện chuyện rất nhỏ nhưng ở trong yêu đương tâm lý nữ nhân đó đều là chuyện rất trọng yếu chi tiết quyết định hết thảy một cái yêu thương ngươi nam nhân nhất định sẽ khắp nơi lấy ngươi làm trung tâm nhìn vẻ mặt không buông tha tống lưu luyến trừng phù hộ phàm bất đắc dĩ đành phải sụ mặt ra vẻ nghiêm túc nói đừng làm rộn tại ca trong lòng các ngươi bảy cái em gái bảo bối mới là trọng yếu nhất thật sự tống lưu luyến có chút không tin hỏi thật sự sao kim cương thật đúng là trừng phù hộ phàm trịnh trọng gật đầu đi vậy ngươi thề nếu như nói láo liền liền bất lực không được bất lực mà nói thua thiệt tự như là ta à nếu như nói láo ngươi liền ăn cơm bị nghẹn đến, uống nước bị sạch, đi ra ngoài còn quên mang chìa khóa, không chỉ riêng này dạng, lái xe còn nổ bánh xe. Tống Lưu Luyến vẽ mặt thành thật đạo. Nghe vậy, Trừng Phù Hộ Phàm lập tức xạ mặt lại. Ta thề, ta thề được rồi. Trừng Phù Hộ Phàm triệt để im lặng, hắn có chút đều không hiểu, chút chuyện này có cần thiết tích cực như vậy sao? Nhưng vì để cho muội muội vui vẻ, hắn vẫn là nhắm mắt phát cái này hoang đường lời thề. Kiến Lâm Phù Hộ Phàm thật sự thề, Tống Lưu Luyến lập tức vui vẻ ra mặt, nàng nhón chân lên tại Trừng Phù Hộ Phàm trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, nói tốt vậy ta tạm thời tin tưởng ngươi để cho nữ nhân kia lên xe a à, ta mang nàng về nhà đưa mắt nhìn tống lưu luyến cùng liễu vân khói sau khi rời đi trừng phù hộ phàm nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất thay vào đó nhưng là hoàn toàn lạnh lẽo hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho thiên cơ lâu ngành tình báo gọi điện thoại không tiếc bất cứ giá nào ra cho ta tin tưởng mấy ngày gần đây nhất là ai đang nhắm vào gian bắt tống gia cúp điện thoại trừng phù hộ phàm khắp khuôn mặt là khói mù long chi vẫy ngược chạm vào hẳn phải chết vì em gái bảo bối hắn rừng phù hộ phàm quyết định đại khai sát giới. Chương 524, gặp phải nữ hám giàu. Rừng phù hộ phàm quay người, chuẩn bị đi chỗ đậu xe lái xe trở về một gian cảnh thành. Nhưng mới vừa đi đến chỗ đậu xe, đã thấy hai tên ăn mặc thanh lương, trên mặt nùng trang diễn mặt thời thượng nữ tử đang nằm ở hắn bất chờ 911 nắp thùng xe bên trên một trận tự chụp. Một cái đại ba lãng tóc dài nữ tử hướng một tên khác đen dài thẳng nữ tử nói, thất thất, ngươi đứng xa một chút, cho ta chụp cái viễn cảnh. Hảo, vậy một lát nhân huynh cũng phải cho ta chụp. Gọi là thất thất nữ tử nói, liền sau lui đi tới trước đầu xe cách xa 5 mét vị trí, ngồi sổng người xuống, tạp hảo góc nhìn, chuẩn bị chụp ảnh. Nhưng nàng vừa mới ngồi sổng người xuống, bờ mông lại là đột nhiên đụng phải người nào đó đầu gối. Ai nha? Không có mắt sao? Gọi thất thất đen dài thẳng nữ tử lập tức khó chịu đứng dậy, quay đầu nhìn về phía sau lưng nam tử xa lạ. Nam tử xa lạ không là người khác, chính là rừng phù hộ phàm. Hắn bất quá là tới lấy xe mà thôi, lại ngoài ý muốn gặp được hai nữ nhân này tại xe của mình phía trước chụp ảnh. Nguyên bản hắn còn nghĩ chờ bọn hắn chụp xong lại đem lái xe đi tới lấy, lại không nghĩ rằng cái này gọi thất thất nữ hài tử dĩ nhiên thẳng đến thối lui đến trước mặt hắn, cùng sử dụng cái mông đụng phải sứ. Ân. Trừng Phù hộ phàm mày kiếm hơi nhíu, nói, rõ ràng là chính ngươi đụng tới, làm sao còn trách ta tới. A, à, chính ta đụng tới. Ngươi có muốn hay không mặc, rõ ràng là ngươi cố ý được chứ, Điểu ti Nam, chưa thấy qua mỹ nữ sao? Chính mỹ nữ tiện nghi nhường ngươi cảm thấy rất sảng khoái. Tên là thất thất nữ tử trên dưới quét mắt rừng Phù hộ phàm một mắt, gặp hắn ăn mặc đồng dạng không giống như là người có tiền gì sao, lập tức một mặt kinh miệt cùng kinh bỉ. Lốt điên. Xin lỗi, ta thật không có cảm thấy ngươi là mỹ nữ. Trừng phù hộ phàm buồn cười nói. Chật chật, bị ta ngất bên trong điểm đau, liền bắt đầu trang. Bắt đầu làm người buồn nôn. Ta cho ngươi biết, như ngươi loại này con cóc ta đã thấy rất nhiều, cút nhanh lên đi một bên A. Đừng làm trở ngại ta chụp ảnh. Tên là thất thất nữ tử một mặt chán ghét liếc mắt, chợt quay người chuẩn bị tiếp tục cho mình hảo tỉ muội chụp ảnh. Đối với cái này, rừng phù hộ phàm cũng không ngăn dù sao nên có phong độ thân sĩ vẫn là phải có hắn cũng sẽ không cùng hai nữ nhân đi chấp nhặt đi đấu võ mồm tốt đổi ta đổi ta chụp hình xong tên là thất thất nữ tử lập tức bước nhanh đi tới bót chờ trước mặt đồng thời hướng tên kia đại ba lãng tóc dài nữ tử nói cười cười nhớ kỹ mở mặt mũi cùng lọc kính tham số người biết a à. chân dài đặc hiệu cũng tốt mở đến ba cách cấp độ nhất định muốn tạp tốt a à rồi yên tâm đi gọi thất, thất nữ tử khoa tay múa chân một cái ok thủ thế chợt liền chạy tới rừng phù hộ phàm trước mặt vị trí lúc nhìn về phía rừng phù hộ phàm nàng một mặt ngạo khí đáy mắt còn ngậm lấy vẻ kinh bỉ cùng khinh thường ngồi xổm người xuống ken kết mà chụp mấy bức ảnh chụp sau hai nữ tử liền tiến đến một khối đứng tại trước xe bắt đầu thưởng thức riêng phần mình đẹp để tấm ảnh chụp xong sao phiền phức nhường một chút rừng phù hộ phàm đi ra phía trước muốn cho hai tên nữ tử tránh đường tới nhưng hắn cái này mới mở miệng lại là không hiểu liền đem hai tên nữ tử bị chọc giận gọi là thất thất nữ tử ác miệng nói, để cho cái gì a, à, ngươi mắt mù sao? Cái này bên cạnh không thể đi là thế nào, loại này kém chất lượng bắt chuyện phương thức, cũng cho ngươi nghĩ ra, có buồn nôn hay không a, à, đều nói, chúng ta không thích điểu ti. Mời ngươi cút xa một chút được không? Chính là chính là, một cái quỷ nghèo mà thôi, cũng đừng tại cái này làm người buồn nôn, chúng ta đối với ngươi không ý nghĩ gì, té ra chỗ khác đi a. À. Gọi cười cười nữ tử cũng phụ họa theo. Thấy thế, trần Phù hộ phàm cũng lười cùng với các nàng nhiều lời, móc ra chìa khóa xe, liền chuẩn bị lên xe có thể thấy được trừng phù hộ phàm móc ra chìa khóa xe sau gọi là thất thất nữ tử lại là một tay lấy rừng phù hộ phàm trong tay chìa khóa xe đoạt mất còn một mặt chế giễu nói quy thối điểu ti ngươi muốn cười chết ta dễ kế thừa hoa của ta thôi sao cái này đều niên đại gì còn lấy xe chìa khóa tạo hình cái bật lửa tới lừa gạt nữ sinh ngươi nghĩ rằng chúng ta chưa từng va chạm xã hội sao ha 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 cái này quỷ nghèo thật là đùa đoán chừng đời này đều chỉ có thể ăn hai cái thức ăn a à. gọi cười cười nữ tử che miệng cười không ngừng Lúc này, gọi là thất thất nữ tử quỷ thần xuôi khiến ấn xuống một cái chìa khóa xe viễn trình mở cửa. Tiếp lấy liền nghe được sau lưng bóp chờ 911 đích mà vang lên một tiếng, cửa xe bị, mở khóa. Mở khóa. Tên là thất thất nữ tử sửng sốt một chút, một tên khác gọi cười cười nữ tử cũng là một mặt kinh ngạc. Này! Xe này chìa khóa thật sự. soái ca, xe này thật là của ngươi. Hai tên nữ tử sắc mặt đột biến, trước đây kinh bỉ cùng trào phúng không còn, chế dễu cũng mất, thay vào đó nhưng là nịnh nọt cùng làm ra vẻ ngay cả xưng hô cũng từ quỷ nghèo đã biến thành soái ca rừng phù hộ phàm lắc đầu đối với hai nữ tử này im lặng tới cực điểm chìa khóa xe đưa ta rừng phù hộ phàm đưa tay ra hướng gọi là thất thất nữ tử yêu cầu chìa khóa xe nhưng mà gọi là thất thất nữ tử lại là tròng mắt quay tiếp một vòng trực tiếp đem chìa khóa xe nhét vào trước ngực khe rảnh bên trong ngươi đây là ý gì thấy thế rừng phù hộ phàm lập tức có chút mất hứng không có ý gì a à, muốn chìa khóa xe có thể ngươi thêm y chắc ta lưu cái phương thức liên lạc ta liền để chính ngươi lấy xe chìa khóa tên là thất thất nữ tử cười duyên lại bổ sung nếu như không cho y chắc ta vậy ta liền không trả ngươi ngươi nếu là dám cứng rắn mạnh ta liền hô phi lễ ngươi cảm thấy dạng này có ý tứ sao trừng phù hộ phàm sắc mặt có chút biến thành màu đen hắn lúc này chỉ cảm thấy trước mắt hai nữ tử này hết sức ác tâm kẻ nịnh hót coi như xong còn không biết xấu hổ như vậy đơn giản lấy ra ác tâm mẹ nó cho ác tâm mở cửa ác tâm đến nhà rồi tiểu ca ca có hay không ý tứ thử qua chẳng phải sẽ biết sao tên là thất thất nữ tử tao thủ lộng tư còn hướng rừng phù hộ phàm liếc mắt đưa tình, lại hoàn toàn không có lưu ý đến rừng phù hộ phàm trên mặt không vui cùng đáy mắt chán ghét. gọi cười cười nữ tử bỗng nhiên nói, soái ca, ngươi nếu là không muốn thêm nàng uy chắc cũng có thể thêm ta nha. ta đơn thân a, à. xin lỗi, ta đối với các ngươi hai không có hứng thú. phiền phức cái chìa khóa xe đưa ta, bằng không ta gọi bảo an. rừng phù hộ phàm nhíu chặt lông mày. đây là hai nữ tử, đây nếu là hai nam nhân, hắn sớm động thủ hung hăng giáo húng bọn họ một trận. gọi a, à, ngươi gọi a, à, coi chúng ta sợ a. À. Nói thật cho ngươi biết a, à, tiệm ăn này quản lý là bằng hữu ta, ngươi cảm thấy liền cái tầng quan hệ này, bảo an sẽ tin tưởng ngươi vẫn là tin tưởng ta. Giúp ngươi, vẫn là giúp ta. Tên là Thất Thất nữ tử dường như là cảm thấy ăn chắc Trừng Phù hộ phàm đồng dạng, gương mặt đắc ý biểu lộ. Mặc dù đụng tới ngươi sẽ để cho ta cảm thấy ác tâm, nhưng ngươi tất nhiên không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trừng Phù hộ phàm triệt để không nói gì. Hắn xem như đã nhìn ra, hai nữ tử này thật sự một điểm khuôn mặt cũng không cần. Đừng khách khí a, à, ngươi cứ tới tên là thất thất nữ tử trong đôi mắt thoáng qua một chút ánh sáng nàng cảm thấy nhưng phàm là cái nam nhân chỉ cần có loại này tiếp xúc thân mật tất nhiên sẽ luân hãm sẽ có ý nghĩ chỉ cần mình thêm ít sức mạnh dính vào cái thổ hào cũng không thành vấn đề nhưng mà kế tiếp trừng phù hộ phàm cử động lại là để cho nàng trực tiếp mơ hồ chương 525, tống đại tiểu thư bằng hữu chỉ thấy lâm hữu phàm một bước tiến lên tiếp lấy hai tay đỡ lấy gọi là thất thất nữ tử hông tiếp đó chính là một cái xoay chuyển xoay chuyển sau đó gặp chìa khóa xe còn không có rơi xuống thế là lại rung lên hai cái. Khi chìa khóa xe rơi xuống sau, Lâm Hữu Phạm lúc này mới đem hắn xoay chuyển trở về. Hắn ngồi sổng người xuống nhặt lên chìa khóa, lên xe liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, một tên khác gọi cười cười nữ tử, càng là chẳng biết lúc nào, lại trước một bước chui vào Lâm Hữu Phạm chỗ kế tài xế. Xuống xe. Lâm Hữu Phạm mặt đen lên, một mặt chán ghét. Soái ca, đừng hung ác như thế đi, ta cũng không đắc tội ngươi. Cách giao bằng hữu không tốt sao? Cái kia cười cười nữ tử hai tay để ở trước ngực, ra vẻ khả ái bắt đầu nũng nịu giả ngây thơ liền liên thanh tuyến đều trở nên dị thường mềm nhu. Nếu là không có trước đây kinh nghiệm, có lẽ Lâm Hữu Phàm còn có thể cảm thấy nữ sinh này thật đáng yêu. Nhưng đi qua chuyện lúc trước sau, hắn đối với hai nữ tử này lại là một điểm hảo cảm không có, chỉ cảm thấy đủ loại ác tâm. Không có so sánh liền không có tổn thương, hắn lúc này càng ngày càng cảm thấy mình em gái bảo bối nhóm, cái kia đều không ngoại lệ, cũng là cực phẩm nữ thần a. Xin lỗi, ta có bạn gái, mời ngươi xuống xe. Lâm Hữu Phàm mặt đen lên, ngữ khí có chút lạnh lùng. Ngươi cái này nam nhân không có phong độ, cho không ngươi cơ hội, ngươi cũng không biết trân quý, xuống xe liền xuống xe, ai mà thèm. Không phải liền là một chiếc bót chờ sao, có cái gì tốt không tầm thường, lão nương còn không hiếm có đâu. Gọi cười cười nữ tử một mặt tức giận đẩy cửa xe ra, từ chỗ kế tài xế chui ra ngoài. Một tên khác gọi thất thất nữ tử lúc này cũng phản ứng lại, đứng tại đầu xe, một mặt kinh miệt dễ cực nói, quy, ngươi kỳ thực là cái chở dùng A. Chở dùng. Lốt điên. Đúng thế, khó trách hắn sợ như vậy, nguyên lai like là cái chở dùng A. Phi, ta còn tưởng rằng thật là một cái thổ hào đâu, nguyên lai là cái phá chở dùng, ác tâm chết ta rồi. Gọi cười cười nữ tử rất là tán đồng hảo tỷ muội quan điểm. Đối với cái này, Lâm Hữu Phàm căn bản không muốn phản ứng, hắn ấn một cái loa, ra hiệu hai nữ tử né qua một bên đi. Nhưng mà, hai nữ tử này lại tựa như thuốc cao da chó đồng dạng, không phải đứng ở nơi này, chính là không đi. Đây cũng là đem Lâm Hữu Phàm giận đến. Ngay tại Lâm Hữu Phàm quyết định cho các nàng điểm màu sắc, một cái tác đem bọn hắn vỗ bay ra ngoài lúc, phía trước tại phòng khách xuất hiện qua, Tên kia béo quản lý bỗng nhiên hướng bên này đi tới tới. Ai yêu y, ta hai cái tiểu bảo bối, để các ngươi đợi lâu a. À. Gian phòng ta đã mở tốt, đi thôi. Béo quản lý một mặt nụ cười bị ổi. Một đôi tròng mắt lúc này đang tại hai nữ tử trên thân vừa đi vừa về quét mắt, giống như muốn đem các nàng hai người cho nhìn hết. Lý ca, ngươi tới thật là đúng lúc, cái này phá chở dùng vừa mới chiếm hai chị em chúng ta tiện nghi, ngươi nhưng phải thay chúng ta làm chủ a. À. Nhìn thấy người tới, gọi là thất thất nữ tử lập tức đưa tới, hảo một trận nũng nịu gọi cười cười nữ tử cũng đi theo giọng chân nói đúng vậy a lý ca ta nói hai chúng ta là bằng hữu của ngươi hắn còn nói một cái cẩu thí quản lý mà thôi có gì đặc biệt hơn người còn nói cái gì ngươi chính là chó chân mà thôi ngươi nếu là dám đến liền dạy ngươi làm người đâu ân ừ. hắn coi là thật nói như vậy vốn là còn cười ha hả béo quản lý khi nghe đến lời này sau lập tức sắc mặt trở nên khó coi chắc chắn một trăm phần trăm không được ngươi hỏi thất thất đi gọi cười cười nữ tử nói xong hướng thất thất đưa mắt liếc ra ý qua một cái tên là thất thất nữ tử hiểu ý lập tức phụ họa nói là đây này hắn nói ta có thể làm chứng cam cái này mẹ nó thực sự là khôi hài a à. một cái phá chở dùng còn mẹ nó ngưu lên ta ngược lại muốn nhìn ách vị tiên sinh này ngài tự hồ có chút nhìn quen mắt xin hỏi phía trước cùng tống tiểu thư ăn cơm chung là là ngài sao bé quản lý lập tức vén tay áo lên liền chuẩn bị thật tốt dạy dỗ một chút cái này mắt không mở chở dùng nhưng làm thấy rõ ngồi ở bất chờ 911 buồn lái Lâm Hữu Phàm khuôn mặt sau, hắn bỗng nhiên cảm giác có chút quen thuộc. Vì xác nhận chính mình không có nhận lầm người, hắn còn tận lực hỏi một chút. Lâm Hữu Phàm liếc mắt liếc mắt cái kia béo quản lý một cái nói, đúng vậy a, à, như thế nào, người muốn giáo huấn ta? cụ khụ, tiên sinh ngài nói đùa, ngài thế nhưng là tống tiểu thư bằng hữu, ta nào dám đối với ngài bất kính a. À? Kiến Lâm phù hộ phàm thừa nhận, béo quản lý lập tức đổi phó sắc mặt, một mặt bồi tiếu biểu lộ. Lý ca, hắn liền một cái phá chở dùng mà thôi, ngươi làm sao còn cùng hắn cuối người gật đầu a à. tên là thất thất nữ tử có chút không hiểu Im ngay, hai người các ngươi thân phận gì tống tiểu thư bằng hữu cũng là các ngươi có thể đắc tội còn không mau cho tống tiểu thư bằng hữu nói xin lỗi bé quản lý biến sắc quay đầu hướng hai nữ tử dùng sức nháy mắt dựa vào cái gì a à? hắn một cái phá chở dùng mà thôi có tư cách gì để chúng ta xin lỗi đúng thế một cái phá chở dùng thôi ngươi sợ hắn chúng ta cũng không sợ hắn lại nói, cái gì tống tiểu thư, tống tiểu thư bằng hữu quan hai chúng ta sự tình gì? Khôi hài. Hai tên nữ tử lại là mảy may không có hiểu béo quản lý ánh mắt, còn cảm thấy béo quản lý quá túng. Ba. Ba. Nghe nói như thế, béo quản lý sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lập tức tiến lên, một người một cái tác, phiến tại hai tên nữ tử trên mặt. Các ngươi thứ đồ gì, cũng dám ở sau lưng bố trí tống tiểu thư. Tống tiểu thư thế nhưng là tống gia thiên kim, chỉ cần nàng một câu nói, thì có thể làm cho các ngươi chết không có chỗ chôn, hiểu không? béo quản lý nghiêm nghị quở mắng. Hai tên nữ tử nguyên bản bị quạt một bạc tai, còn nghĩ bảo nổi, còn nghĩ cùng béo quản lý phủ sạch quan hệ tới. Có thể nghe được béo quản lý lời này sau, hai tên nữ tử sắc mặt vụt một cái thì thay đổi. Tống gia thiên kim. Chẳng lẽ là tống y y, tống gia đại tiểu thư. Gia hỏa này lại là tống gia đại tiểu thư bằng hữu. Nghĩ tới đây, hai tên nữ tử lập tức hoảng sợ không thôi, các nàng xem hướng lâm hữu phàm, nhanh chóng nói xin lỗi nói, có lỗi với thật xin lỗi, chúng ta không phải cố ý, chỉ là muốn cùng ngươi chơi một chút mà thôi. Ta không rảnh cùng các ngươi chơi, phiền phức tránh ra. Chớ cản đường. Lâm Hữu Phàm trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Đã nghe chưa? Còn không mau tránh ra. Béo quản lý ở một bên nháy mắt. Cái này hai nữ tử lại là tương đối phối hợp, lập tức ngoan ngoãn đứng ở một bên, đưa mắt nhìn Lâm Hữu Phàm lái xe rời đi. Chờ Lâm Hữu Phàm sau khi rời đi, hai tên nữ tử lúc này mới một mặt ủy khuất nói, Lý ca, người này là Tống tiểu thư bằng hữu, người thế nào không sớm một chút cùng chúng ta nói a. À? Nếu để cho Tống tiểu thư biết, chúng ta sẽ không phải thật sự bị xử lý a. À? ta cùng tống tiểu thư cũng coi như là người quen, mặc dù hôm nay việc này huyên náo có chút không thoải mái, nhưng nể tình ta, tống tiểu thư hẳn sẽ không so đo với các ngươi a. À. béo quản lý trầm mặt, đôi mắt quay tròn chuyển động ngoài, lại bổ sung, nhưng mà nhân tình này chỉ có thể dùng một lần, dù sao cũng là tống gia đại tiểu thư a. À, cứ như vậy dùng xong lần này ân tình, quả thực là có chút đáng tiếc a. À. lý ca, ngươi vừa không phải nói gian phòng mở tốt sao? chúng ta tiến gian phòng nói đi. đúng a à, đúng a, à, lý ca, ta hôm nay có thể uống nước đá. thất thất cùng cười cười hai nữ tử nghe vậy lập tức đưa tới một trái một phải vì không bị tống đại tiểu thư nhằm vào bắt đầu đủ loại trêu chọc mà đổi thành một bên lâm hữu phàm vừa đem lái xe ra một khoảng cách liền thu đến thiên cơ các ngành tình báo gửi tới bưu kiện đem đậu xe tựa ở ven đường lâm hữu phàm mở ra email chỉ thấy trong thơ mặc liệt kê ra mấy cái gian bắt thế lực cùng với tư liệu những thế lực này tư liệu sau lưng đều có đánh dấu chính là có cùng tống gia từng có mâu thuẫn chính là có cùng tống thiên sách một mực đối địch thậm chí còn có một chút bị tống gia chiếm đoạt công ty lão tổng tư liệu cùng với một chút cũng tại gian bắt bị xóa tên thế lực tư liệu a à, diệp gia diệp gia vậy mà không phải muốn cùng tống gia thông gia sao như thế nào cũng cùng tống gia có mâu thuẫn khi thấy trong những tài liệu này lại còn đã bao hàm diệp gia tư liệu sau lâm hữu phàm không khỏi có chút hiếu kỳ chương 526, lại gặp người quen suy nghĩ thời gian còn sớm trừng phù hộ phàm dứt khoát liền thay đổi tuyến đường đi trước một chuyến diệp gia Diệp gia hào trạch ở vào giang bắc một cái khu nhà giàu, mấy người rừng phù hộ phàm đến lúc đó, đã là chừng 3 giờ chiều. Nhìn xem cửa tiểu khu gác cổng, trừng phù hộ phàm hơi lúng túng một chút. Ngay tại trừng phù hộ phàm tính toán làm như thế nào chui vào lúc, một đạo thân ảnh quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. A, à, Mã Đại Sư. Chỉ thấy cách đó không xa, một bộ quần áo luyện công Mã Đại Sư chấp hai tay sau lưng, hồng quang đầy mặt, đang hướng tiểu khu cửa vào đi đến, trừng phù hộ phàm lúc này liền ấn phía dưới loa. Ai nha? Như thế không có tố chất. Mã đại sư biến sắc, có chút không vui. Nhưng làm nhìn thấy ngồi trên xe rừng phù hộ phàm sau, Mã đại sư sững sờ, chợt cười ha hả đi tới. Lâm Hiền đệ, trùng hợp như vậy a, à, không nghĩ tới tại cái này còn có thể gặp phải ngươi. Mã đại sư mang theo một cái đệ tử đi tới. đệ tử này chính là trước kia bị gì mây lỏng đệ tử đánh trọng thương, kém chút đánh rắm bành phàm. Lúc này bành phàm sắc mặt còn có chút bệnh tái nhợt, tay phải còn cuốn thạch cao. Nhìn thấy rừng phù hộ phàm sau, trên mặt hắn tràn đầy kính úy thần sắc. Mã lão ca, duyên phận a ta vừa mới chuẩn bị đi một chuyến dịp gia tới, không nghĩ tới lại ở đây đụng phải ngươi. Trừng phù hộ phàm cười nói. Đi dịp gia. Nghe nói như thế, mã đại sư sắc mặt vụt một cái thì thay đổi. Đúng a, à, mã lão ca, ngươi sẽ không cũng là muốn đi dịp gia a. À? Trừng phù hộ phàm cười hắc hắc. Mã đại sư liền vội vàng lắc đầu nói, không phải, ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua, thăm một cái lão bằng hữu mà thôi. Sư phó, ngài không phải đi dịp gia thu đồ sao, như thế nào? Lốt điên bành phàm trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp vô ý thức lẩm bẩm một câu nghe nói như thế mã đại sư lập tức lúng túng hắn quay đầu hung ác trợn mắt nhìn bành phàm một mắt cái sau ý thức được nói sai nhưng lời nói cũng đã nói ra khỏi miệng muốn thu hồi đi đã chậm mã lão ca ngươi cũng muốn đi dịp gia cái kia hai ta vừa vặn tiện đường a trừng phù hộ phàm lại là nhếch miệng nở nụ cười cái này mã đại sư gặp khó khăn trước đây một lần tham gia tống gia đại tiểu thư cùng Diệp gia đám hỏi lễ đính hôn hắn thiếu chút nữa bị rừng phù hộ phàm cho hố chết Bây giờ lại là tình huống tương tự, cái này Mã đại sư lại là bắt đầu cẩn thận, không có mù quán đáp ứng. Mã lão ca, ngươi sẽ không phải nghĩ xa lánh ta đi. Đừng quên lần trước ta giúp đỡ qua ngươi. Trừng phù hộ phàm nhìn ra Mã đại sư lo nghĩ, thế là bắt đầu đánh cảm tình bài. Nghe lời này một cái, Mã đại sư lập tức càng thêm làm khó. Hắn khẽ cắn môi, dứt khoát trực tiếp hỏi, Lâm Hiền đệ, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi lần này đi dịp gia, có phải hay không đi gây chuyện? Là Mã đại sư còn tưởng rằng rừng phù hộ phàm bao nhiêu sẽ uyển chuyển một điểm, hoặc lừa gạt mình một chút, kết quả Trừng Phù hộ phàm trực tiếp gật đầu. "Hiền đệ a, à, ngươi không thể chơi như vậy a, à, ngươi đi gây chuyện, ta đi làm khách, hai ta cùng đi, ngươi xong việc phủi mông một cái rời đi, vậy ta thì sao?" "Ta tuy nói tại Giang Bắc còn có chút danh vọng, nhưng cũng không phải Diệp gia đối thủ a, à, đây nếu là bị Diệp gia trách tội xuống, ta chết cũng không biết là thế nào chết." Mã đại sư bắt đầu chỉ bậy. Trừng Phù hộ phàm đẩy cửa xe ra đi xuống, vỗ vỗ Mã đại sư bả vai nói, "Yên tâm, ngươi chỉ cần mang ta chui vào là được rồi, đến nỗi những thứ khác, liền không làm phiền ngươi." cái kia hai ta đã nói a à, chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa mặt khác cho dù là chui vào ngươi cũng phải nghe ta mã đại sư biết mình thiếu rừng phù hộ phàm một cái to lớn nhân tình cái này rừng phù hộ phàm dưới mắt chính là để cho hắn hoàn lại ân tình tới gặp không cách nào cự tuyệt mã đại sư chỉ có thể nhận mệnh vì không bị liên lụy mã đại sư để cho đệ tử bành phàm về nhà lấy một bộ võ quán quần áo luyện công sau đó lại tại rừng phù hộ phàm trên mặt cứ vậy mà làm một chút nước sơn tận khả năng để cho người ta thấy không rõ lắm rừng phù hộ phàm khuôn mặt chờ làm tốt hết thảy về sau, Mã đại sư lúc này mới mang theo rừng phù hộ phàm bành phàm hai người tới tiểu khu cửa vào. Đang làm rồi một lần đăng ký sau, Mã đại sư liền mang theo rừng phù hộ phàm cùng bành phàm tiến nhập tiểu khu. Mới vừa vào tiểu khu, đi ra một khoảng cách sau, trừng phù hộ phàm liền đem quần áo luyện công cởi ra, hắn thuận thế đem nước sơn trên mặt cho lau, cười nói, Mã lão ca, cái kia ta xin từ biệt, một hồi nếu là tại dịp gia đụng phải, ngươi liền giả vờ không biết ta là được rồi. Chỉ có thể dạng này. Mã đại sư vẻ mặt đưa đám. Mặc dù đã làm được không sơ hở tí nào, nhưng hắn luôn cảm giác trong lòng có chút bất an, giống như muốn phát sinh cái gì kinh thiên đại sự. Rừng phù hộ phàm tại tiểu khu thảnh thơi tự tại mà đi dạo một vòng, suy nghĩ hơn phân nửa giờ lại đi dịp gia. Xem chừng nửa giờ sau, Mã đại sư cùng Bành phàm cũng đã từ dịp gia rời đi, dạng này cũng có thể tránh Mã đại sư gặp phải phiền phức. Nhưng lại tại rừng phù hộ phàm đi dạo thời điểm, lại là nhìn thấy một người. Đây là một nữ nhân, nói đúng ra, là một cái vóc người cũng không tệ lắm, tướng mạo cũng cũng không tệ lắm, lại tại hồ nhân tạo bên cạnh luyện quyền nữ nhân nữ nhân luyện quyền pháp chiêu chiêu sắc bén cơ bản đều là công hắn yếu hại lực sát thương không tầm thường dường như là cảm ứng được có người ở nhìn trộm chính mình nữ nhân kia bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía vừa vặn đi ngang qua rừng phù hộ phàm hai người bốn mắt nhìn nhau nữ nhân sắc mặt vụt một cái thì thay đổi lại là ngươi nữ nhân con ngươi co rụt lại đáy mắt lập tức thoáng qua vẻ hôn quang nữ nhân này không là người khác chính là trước kia tại ngũ muội tống lưu luyến đến hôn cửa tử điếm gặp phải cái kia phú gia thiên kim cũng là cùng gì mây lỏng đi mã gia võ quán phá quán tên nữ đệ tử kia đúng dịp, vẫn thật là là ta. Rừng phù hộ phàm sờ lỗ mũi một cái, hắn cũng không nghĩ đến vậy mà lại ở đây gặp phải nữ nhân này. Sư. Nhìn thấy rừng phù hộ phàm, nữ nhân này phản ứng đầu tiên chính là lao đến. Rừng phù hộ phàm thấy thế, biến sắc, cả giận nói, ngươi mẹ nó có mau bệnh a, à, hai ta lại không quan hệ gì, không cần thiết gặp mặt liền động thủ đi. Bớt nói nhiều lời, hôm nay ta nói cái gì cũng muốn giáo huấn ngươi một trận. Phú gia nữ không nói lời gì, cận thân chính là một bộ nước chảy mây trôi quyền pháp, chiêu chiêu tấn công về phía rừng phù hộ phàm yếu hại. Trừng Phù hộ phàm thân ảnh xê dịch ở giữa, đem quyền cướp từng cái tránh đi. Quy, ta hôm nay không có thời gian cùng ngươi tại cái này hồ nháo, ngươi nếu là lại không dừng tay, ta cần phải đánh trả a." À? Trừng Phù hộ phàm cảnh cáo nói. Nhưng mà, cái kia phú gia nữ lại là không nhìn thẳng Trừng Phù hộ phàm cảnh cáo, quyền cướp như cùng phong mưa rào đồng dạng, điên cùng hướng Trừng Phù hộ phàm thân bên trên chào hỏi đi qua. "Trừng Phù hộ phàm có chút phiền muộn không thôi, thế là tìm đúng đứng không, một phát bắt được cái kia phú gia nữ đai lưng, lập tức bỗng nhiên một lần phát lực, hung hăng kéo một cái." hắn vốn định tiếp lấy đai lưng đem cái kia phú gia nữ quan bay ra đi nhưng vạn vạn không nghĩ tới cái này kéo một cái cái kia đai lưng vậy mà vụt một cái trực tiếp bị rừng phù hộ phàm kéo xuống một giây sau nữ nhân rộng thùng thình kia quần áo luyện công giống như hai bên trái phải mở rộng ngoài ý muốn rừng phù hộ phàm lập tức lúng túng cực kỳ ngươi ngươi dám nhục nhã ta nữ nhân đầu tiên là sững sờ lập tức nghiến răng nghiến lợi hướng rừng phù hộ phàm nhào tới rừng phù hộ phàm thấy thế nhanh chóng một cái lắc mình tránh đi, lập tức vòng tới sau lưng nữ nhân, một chưởng vỗ tại nữ nhân sau phần eo. Hắn sức mạnh nắm rất khá, sẽ không đã thương đến nữ nhân, nhưng lại sẽ đem nữ nhân một chưởng vỗ bay ra ngoài. Phù phù. Theo một đạo rơi xuống nước âm thanh, nữ nhân trực tiếp một đầu chìm vào trong hồ nhân tạo. Đợi nàng từ trong hồ thò đầu ra lúc, rừng phù hộ phàm sớm đã chạy không còn hình bóng. Đáng chết hỗn đảng, đừng để ta gặp được ngươi, bằng không ta và ngươi không xong. Phú gia nữ nghiến chặt hàm răng, lớn tiếng gầm thét. Chương 527, cuồng vọng cùng phách lối. Mà lúc này Lâm Hữu Phàm đã sớm chạy ra trăm mét ra ngoài. Nhìn đồng hồ, Lâm Hữu Phàm cảm thấy không sai biệt lắm, thế là liền theo bản số phòng tìm được Diệp Gia Hào Trạch. Diệp Gia Hào Trạch ở vào mảnh này khu nhà giàu khu vực vị trí tốt nhất, là một tòa ba tầng lầu biệt thự sang trọng, biệt thự chiếm diện tích rất lớn, so tống y y để cho Lâm Hữu Phàm ở tạm cái kia tòa nhà một gian cảnh thành biệt thự lớn hơn. Lâm Hữu Phàm mặc dù đối với bất động sản, biệt thự cái gì, không có gì nghiên cứu, nhưng thường xuyên ở, cũng đại khái biết một chút giá liền diệp gia hào trạch xem chừng cũng phải mấy ức a à. cửa biệt thự là thanh nhất sắc tư nhân bảo tiêu trên mặt nổi có không ít bảo tiêu không nói giấu ở chỗ tối trạm gác ngầm cũng không ít cộng lại không dưới hơn 30 người thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm hơn nữa còn có không thiếu tân tiến thiết bị theo dõi người nào khi lâm hữu phàm mới vừa đến diệp gia hào trạch lúc cách hơn 20 mươi mét xa đã có bảo tiêu sớm phát hiện hắn đồng thời tới hỏi thăm làm phiền thông báo một chút diệp cảnh diêm liền nói lâm hữu phàm phía trước bái phỏng lâm hữu phàm nhàn nhạt nhiên địa đạo ngươi biết thiếu gia nhà ta bảo tiêu đáy mắt như cũ có chút cảnh giác hắn trên dưới quét mắt lâm hữu phàm xác định lâm hữu phàm thân bên trên không có cất dấu cái gì thương giới sau hắn lúc này mới cầm lấy bộ đàm bắt đầu cùng trong biệt thự người truyền lời tính toán nhận biết a à, dù sao ta đoạt vị hôn thê hắn lâm hữu phàm sờ lỗ mũi một cái đạo ân ừ. nghe nói như thế bảo tiêu lập tức lui về phía sau một bước liền muốn đem lâm hữu phàm chế phục nhưng lúc này bộ đàm lại truyền đến một đạo chỉ lệnh lốt điên nghe được chỉ lệnh sau Bảo Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu hướng Lâm Hữu Phàm nói, "Lâm Hữu Phàm thì a, à, lão gia nhà chúng ta mời ngươi đi vào." Lập tức, Lâm Hữu Phàm ngay tại một cái bảo tiêu dẫn đường phía dưới đi vào biệt thự. Biệt thự chiếm diện tích rất lớn, xuyên qua tầng ngoài sau đại môn, đập vào tầm mắt chính là một mảnh tràn ngập tình thơ ý họa đình viện. Lại đi một khoảng cách, gạt hai cái công sau, Lâm Hữu Phàm đi tới một chỗ đình nghỉ mát. Trong lương đình tụ tập không ít người, trong đó có Mã đại sư cùng với đệ tử của hắn Bành Phàm, còn có Hà Vân Lỏng cùng đệ tử của hắn Ngô Hàm nhưng lúc này mã đại sư cùng với hà vân lỏng chỉ có thể đứng tại đình nghỉ mát một bên trong lương đình khu vực nhưng là một già một trẻ đang tại đánh cờ đánh cờ ông cháu hai người lâm hữu phàm lá ga ngươi không nhỏ a à, lần trước đánh ta lại còn dám chủ động chạy đến ta diệp gia địa bàn tới thật sự cho rằng ta diệp gia là quả hồng mềm sao lâm hữu phàm vừa xuất hiện cái kia một già một trẻ đều nhìn lại và lâm hữu phàm không biết thế nhưng thiếu lại là diệp gia diệp cảnh diêm đều nói cự nhân tương kiến hết sức đỏ mắt nhìn thấy lâm hữu phàm diệp cảnh diêm lập tức trợn mắt nhìn đáy mắt sắc ý lấp lóe cảnh diêm người tới là khách không thể vô lễ lão giả kia mặt mỉm cười nhẹ giọng quở mắng diệp cảnh diêm cái sau nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu đáy mắt sát ý che giấu nhưng ánh mắt như cũ bất thiện ngươi chính là lâm hữu phàm cái kia đoạt tương lai ta con dâu tiểu tử diệp gia lão gia tử một bên vuốt ve sợi râu một bên quan sát lâm hữu phàm hắn mặc dù tuổi gần 80, nhưng một đôi mắt lại là phá lệ thanh tịnh sáng tỏ cùng chừng 20 người trẻ tuổi không khác khi hai người bốn mắt nhìn nhau lâm hữu phàm lập tức liền phát giác cái này diệp gia lão gia tử bất phàm không tệ là ta lâm hữu phàm cũng không khiếp đảm trực tiếp liền thừa nhận xuống ngươi có biết ta diệp gia tại giang bắt nội tình cùng thực lực cướp ta cháu dâu diệp gia ngươi liền không lo lắng lọc vào ta diệp gia trả thù sao vẫn là nói ngươi cho rằng tống thiên sách có thể bảo vệ được ngươi diệp lão gia tử trên mặt như cũ lộ ra một vẻ nụ cười nhưng nụ cười sau lưng nhưng khắp nơi lộ ra khí tức nguy hiểm diệp gia rất mạnh chỉ là một cái thổ dân gia tộc mà thôi, còn gì phải sợ. Đến nỗi tống thiên sách, có hắn không có hắn, giống nhau. Ta lâm hữu phàm, không cần người che chở. Lâm hữu phàm trong lời nói tràn đầy ngạo khí. Hảo một cái lâm hữu phàm, trước đây ta một mực nghe nói ngươi rất ngông cuồng, nhưng lại không nghĩ tới, ngươi vậy mà cùng vọng tới mức như thế. Diệp lão gia tử nghe vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, đáy mắt còn thoáng qua một tia lãnh ý. Gia gia, gia hỏa này chính là tự tìm cái chết, tất nhiên chính hắn chủ động đưa tới cửa, không bằng liền. Diệp Cảnh Diêm động sát tâm, muốn đem Lâm Hữu Phàm giết chết. Dù sao, đây chính là một lần cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Hắn muốn báo hận đoạt vợ, cùng với trước đây tại một gian cảnh thành một cái tác kia sĩ nhục. Diệp lão gia tử không có phản ứng Diệp Cảnh Diêm, mà là phất phất tay, ra hiệu Diệp Cảnh Diêm không cần nhiều lời. Diệp lão gia tử nâng chung trà lên, vừa dùng nắp chén khoái động lấy, vừa nói: "Tiểu tử, ta lại hỏi ngươi, ngươi lần này chạy đến ta Diệp gia tới, cần làm chuyện gì?" "Ta tới, chính là nghĩ xác nhận một chút, lễ đính hôn sẽ bên trên hành thích tống gia cha con." cùng với hôm nay hành thích tống y y có phải hay không các ngươi diệp gia người lâm hữu phàm khai môn kiến sơn nói nghe lời này một cái diệp cảnh diêm trong nháy mắt không bình tĩnh hắn vỗ bàn đá phẫn nộ đứng lên nói lâm hữu phàm ngươi mẹ nó có ý tứ gì ngươi nghĩ vô oan giá họa vẫn là muốn đi diệp gia chúng ta trên đầu dội nước bẩn ta chỉ là hỏi một chút mà thôi ngươi kích động như vậy làm cái gì chẳng lẽ là có tật giật mình lâm hữu phàm đôi mắt hiếp lại đáy mắt thoáng qua một tia ánh mắt khác thường diệp cảnh diêm biến sắc cả giận nói ai có tật giật mình xem ra ta đã có đáp án đâu lâm hữu phàm nhếch miệng lên nhìn về phía diệp lão gia tử nói lão già ta muốn giết ngươi tôn nhi ngươi không ngại a à. ha ha người trẻ tuổi ngươi một mình xâm nhập ta diệp gia hào trạch còn ngay mặt của ta tuyên bố muốn giết tôn nhi ta ngươi cảm thấy có thể sao diệp lão gia tử như cũ trấn định vững như thái sơn tự hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay tính trước kỹ càng ăn chắc lâm hữu phàm đồng dạng nhưng mà khi lâm hữu phàm câu nói tiếp theo nói ra miệng diệp lão gia tử sắc mặt lúc này mới có một chút biến hóa Chớ nói ngươi mới bước vào cảnh giới tông sư không lâu, liền xem như ngươi bước vào cảnh giới tông sư đỉnh phong, ta muốn làm mặt của ngươi, giết tiểu tử này, ngươi cũng không cứu được, ngươi tin không?" Lâm Hữu Phàm cười lạnh. Sớm tại hắn cùng với Diệp gia lão gia tử đối mặt cái nhìn kia, hắn thì nhìn ra Diệp gia lão gia tử không phải người bình thường, là một tên ẩn tàng cực sâu tu sĩ võ đạo. Hơn nữa, tại trong vừa mới nói chuyện, hắn cũng tại vô tình hay cố ý cảm ứng Diệp gia lão gia tử cảnh giới tu vi. Cứ việc Diệp gia lão gia tử ẩn giấu vô cùng tốt, nhưng chung quy là bước vào cảnh giới tông sư không lâu, theo hắn không ngừng cuồng vọng ngôn ngữ, cùng với khiêu khích đến cực điểm lý do thoái thác, Diệp gia lão gia tử cũng sẽ có trong phút chốc tâm tình chập chờn. Khi tâm tình chập chờn sinh ra nháy mắt, trên người hắn khí tức cũng liền tùy theo tản ra. Cứ việc chỉ là ngắn ngủi một sát na, người khác có lẽ không cách nào bắt được, nhưng Lâm Hữu Phàm lại là rõ ràng cảm ứng được. Ngươi. Diệp lão gia tử sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Hắn trên dưới quét mắt Lâm Hữu Phàm, nguyên lai tưởng rằng chính mình ẩn giấu vô cùng tốt, hơn nữa cũng cho là Lâm Hữu Phàm tuổi còn trẻ, sở dĩ cuồng vọng như thế, phách lối, tám thành là tu luyện ra nội kình, trở thành nội kình võ giả. Nhưng Lâm Hữu Phàm vừa mới mấy câu nói kia, lại là để cho hắn không thể không thận trọng lên. Giết ta. Ngươi lấy cái gì giết ta? Thật sự cho rằng ngươi có chút công phu, liền vô địch thiên hạ. Không sợ nói cho ngươi, Mã Đại Sư, Hà Đại Sư, cũng là ta Diệp gia bỏ ra nhiều tiền mời đến giết ngươi. Không riêng gì bọn hắn, ta Diệp gia còn thuê không thiếu Deadpool, sát thủ. Diệp cảnh diêm cười gằn, một mặt đắc ý nói, ngược lại ngươi hôm nay cũng là chắc chắn phải chết, ta cũng không sợ nói cho ngươi, hôm nay phái đi ám sát tống y y người, đúng là ta phái đi ra, hiện tại biết, sau đó thì sao? Ngươi có thế như thế nào? Giết ta sao? Ha ha ha, ngươi có cơ hội này sao? Lâm hữu phàm A Lâm hữu phàm, ngươi lớn nhất sai lầm, chính là không nên tại một gian cảnh thành thời điểm, thả ta đi. Từ ngươi thả ta đi một khắc kia trở đi, chắc chắn, ngươi muốn chết trong tay ta. Chương 528, tại dịp gia giết người không người dám ngăn đón. Diệp Cảnh Diêm một mặt đắc ý. Tự như đã nhận định rừng phù hộ phàm hôm nay chắc chắn phải chết đồng dạng. Mà hắn tiếng nói vừa ra, Diệp lão gia tử lại là biến sắc, hắn muốn khuyên ngăn, nhưng đã quá muộn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía rừng phù hộ phàm, trầm giọng nói, rừng phù hộ phàm, ngươi cùng ta Diệp gia ân oán, liền như vậy xóa bỏ, như thế nào? Diệp Cảnh Diêm cả kinh, vội vàng hướng Diệp lão gia tử nói, gia gia, tại sao muốn xóa bỏ? Hắn đoạt vị hôn thê ta, còn đánh ta. Ta muốn giết hắn. Chỉ có giết hắn, mới có thể tiếp mối hận trong lòng ta im ngay diệp lão gia tử trầm giọng gầm thét hắn mặc dù tuổi là cao nhưng ở diệp gia lại không người dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn diệp cảnh diêm ngoan ngoãn cúi đầu không nói nữa nhưng trong lòng là có chút không cam lòng hắn hung tợn nhìn về phía rừng phù hộ phàm ánh mắt kêu oán độc giống như xà hạt như muốn đem rừng phù hộ phàm cắn chết mới chịu bỏ qua nhưng mà đối với một kẻ hấp hối sắp chết ánh mắt quán độc rừng phù hộ phàm không nhìn thẳng ánh mắt của hắn dừng lại tại diệp gia lão gia tử trên thân lạnh nhạt nói nghĩ xóa bỏ có thể để cho ta giết phế vật này ta với ngươi diệp gia ân oán liền xóa bỏ. Lời này của ngươi là không có ý định hòa giải, nếu đã như thế. Diệp lão gia tử than nhẹ một tiếng, đạm nhiên mở miệng nói, mã đại sư, vì đại sư, làm phiền các ngươi ra tay, thay ta dạy dỗ một chút tiểu tử này a. À. Mã đại sư nghe vậy, biến sắc, không muốn động thủ. Diệp lão gia tử yên tâm, thầy trò chúng ta hai người nhất định sẽ cái này tặc tử chế phục. Vì mây lỏng lại là không nói lời nào nhảy ra ngoài, cũng dẫn đến hắn tên đệ tử kia cũng đi theo nhảy ra ngoài đối với dì mây lỏng mà nói diệp gia thế nhưng là một cái đùi nha lốt điên nếu là có thể tại diệp gia nhận được coi trọng địa vị của hắn tại giang bắc có thể tưởng tượng được lập tức hắn liền mang theo đệ tử ngô hàm đánh tới rừng phù hộ phàm phốt rừng phù hộ phàm nhìn cũng không nhìn trực tiếp công ngón búng ra một đạo vô hình kình khí giống như lưỡi dao đồng dạng trong nháy mắt liền xuyên thủng dì mây lỏng tráng dì mây lỏng nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ đến chính mình vậy mà chết qua loa như vậy tùy ý như vậy phanh dì mây lỏng đệ tử ngô hàm đang chạy chỉ thấy nhà mình sư phó gì mây lỏng đột nhiên một đầu ngã xuống đất không một tiếng động lập tức liền bị sợ hết hồn hắn vội vàng ngồi xổm người xuống tự kiểm tra chỉ thấy sư phụ mình gì mây lỏng tráng bị đánh ra một cái lớn bằng ngón tay cái nhỏ lỗ thủng đã sớm chết thấu thấu sắc mặt hắn đột biến liền sư phó dì mây lỏng thi thể đều mặc kệ quay người vắt chân lên cổ liền nghỉ chuồng đi nhưng mà trừng phù hộ phàm lại là không cho hắn mảy may chạy đi cơ hội lần nữa con ngón búng ra lại là một đạo chỉ kình trực tiếp đem hắn diệt sát không cần tìm kẻ chết thay dò xét trực tiếp động thủ, bọn hắn những người này ở đây trước mặt ta, liền giống như giấy dán, không chịu nổi một kích, muốn biết ta có thực lực, ngài chỉ có thể tự mình động thủ. Trừng phù hộ phàm giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Diệp lão gia tử. Diệp lão gia tử sắc mặt biến hóa, xem như một đời hào môn kẻ khai thác, hắn không chỉ si mê võ học, đồng thời đối với nhân tâm, tính toán cũng là rất có nghiên cứu. Vốn định tiếp lấy gì mê lỏng, Mã Vinh đến sò xét một chút Trừng phù hộ phàm hư thực, nhưng chưa từng nghĩ, vì mê lỏng sư đồ hai người cũng chưa từng cận thân, liền bị Trừng phù hộ phàm trong nháy mắt diệt sát. Diệp lão gia tử, tiểu tử này thực lực trên ta xa, ta chỉ sợ bất lực. Mã đại sư thuận thế đứng dậy, một mặt bất đắc dĩ nói. Diệp lão gia tử không có phản ứng mã đại sư, mà là ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm rừng phù hộ phàm, từ rừng phù hộ phàm trên thân, hắn không cảm ứng được cái gì. Rõ ràng hắn rừng phù hộ phàm đã ra tay rồi, nhưng hắn chính là không có cảm ứng được rừng phù hộ phàm cảnh giới khí tức. Tình huống như thế, chỉ có thể có hai loại giảng giải. Một loại là rừng phù hộ phàm sẽ một loại nào đó ẩn tàng cảnh giới khí tức thủ đoạn đặc thù, mà đổi thành một loại nhưng là rừng phù hộ phàm đem thực lực ở xa trên hắn, hơn nữa còn có thể ẩn giấu đi khí tức, bởi vì cảnh giới khác xa duyên cớ, cho nên hắn căn bản không cách nào cảm giác được rừng phù hộ phàm cảnh giới. Nếu như là loại thứ nhất, đó còn dễ nói, dù sao Diệp gia nội tình không kém, biệt thự chung quanh cũng cất giấu không thiếu trạm gác ngầm. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền có thể đem rừng phù hộ phàm đánh thành cái sàn. Nhưng nếu là loại tình huống thứ hai, vậy thì phiền toái. Không bước vào cảnh giới tông sư, liền vĩnh viễn sẽ không biết tông sư cường đại cùng kinh khủng bình thường vũ khí nóng muốn giết chết một cái võ đạo tông sư đó nhất định chính là người si nói mộng trừ phi vận dụng lực sát thương cực lớn đạn xuyên giáp lại hoặc là phạm vi lớn bom bằng không căn bản là không có cách dễ dàng giết chết một cái tông sư mà những thứ này hắn diệp gia tạm thời còn không có chuẩn bị cộc 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 cộc, cộc. diệp lão gia tự ngón tay có tiết tấu mà đập bàn đá mặt bàn hắn tại tính toán tính toán hai loại khả năng tính chất tỷ trọng cũng mặc kệ tính thế nào hắn đều cho rằng loại thứ nhất tỷ trọng càng lớn dù sao trừng phù hộ phàm quá trẻ tuổi lý trí nói cho hắn biết Rừng phù hộ phàm chỉ là sẽ một loại ẩn tàng cảnh giới khí tức thủ đoạn đặc thù, có thế lặng trong ý thức hắn lại cho rằng trừng phù hộ phàm cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, nếu là làm ra quyết định sai lầm, có thể diệt gia lại bởi vậy mà bị diệt tộc. Trừng phù hộ phàm, ngươi nếu là có thể chiến thắng ta, tôn nhi ta mệnh, ngươi có thể lấy. Nếu ngươi không cách nào chiến thắng ta, liền thỉnh ngươi rời đi, như thế nào? Diệp lão gia tử nhìn như trầm tư rất lâu, nhưng cũng bất quá ngắn ngủi hai ba cái hô hấp công phu thôi. Vì thận trọng cân nhắc, Diệp lão gia tử chung quy là làm ra một cái ổn thỏa nhất quyết định hảo rừng phù hộ phàm khẽ cười một tiếng không đợi dịp lão gia tử đứng dậy hắn giơ tay liền chém ra một dải lụa một dạng kiếm khí kiếm khí dài đến 3 m cực kỳ sắc bén trong nháy mắt liền đánh tới định nghĩ mắt phương hướng tiếp lấy liền vụt một cái trực tiếp đem một mặt cười gần nhìn chằm chằm rừng phù hộ phàm dịp cảnh diêm tại chỗ đánh thành hai nữa. tại trong lúc này dịp lão gia tử cũng không có phản ứng lại thật lâu hắn nuốt nước miếng một cái nhìn xem rừng phù hộ phàm thân ảnh ánh mắt bên trong không có nửa điểm oán hận có chỉ là vô tận kính sợ cùng nghĩ lại mà sợ một kiếm này, trảm hắn, trảm ngươi, cũng là một cái kết quả. Ngươi, phục không? Trừng Phù Hộ phàm ánh mắt như nước, âm thanh lạnh lùng vô cùng. Phục. Diệp lão gia tử há to miệng, phun ra được một chữ. Ta tới Giang Bắc, cùng ngươi Diệp gia không quan hệ, nhưng nếu là Diệp gia cùng Tống gia khó xử, ta không ngại diệt ngươi Diệp gia. Gặp Diệp lão gia tử đã bị mình chấn nhiếp rồi, Trừng Phù Hộ phàm cũng lười lại tiếp tục lưu lại nữa. Hắn quay người, cất bước rời đi. Từ đầu đến cuối, Diệp gia bên trong, không một người dám ngăn trở bởi vì sớm tại rừng phù hộ phàm rời đi một khắc này diệp lão gia tử liền hạ đạt mệnh lệnh bất luận kẻ nào tuyệt đối không thể ngăn cản rừng phù hộ phàm chống lại mệnh lệnh giả chết lão gia cái kia thiếu gia chết một cái lão quản gia từ đình nghĩ mắt cách đó không xa đi tới không người đứng tại diệp lão gia tử sau lưng thế đạo này vốn là mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn cảnh diêm tất nhiên trọng yếu nhưng diệp gia trăm năm cơ nghiệp càng trọng yếu hơn tại không có thực lực tuyệt đối trước đó không thể trêu chọc kẻ này ta có dự cảm hắn không phải người bình thường Diệp lão gia tử nhìn cũng chưa từng nhìn qua cái kia bị rừng phù hộ phàm một kiếm chém thành hai khúc diệp cảnh diêm một mắt. Đối với hắn loại này đã bước vào cảnh giới tông sư, lại sống hơn 70 tuổi lão nhân mà nói, sinh tử đều là phù vân, đã sớm co nhẹ. Nhưng gia tộc truyền thừa lại cũng không đánh gãy. Chết một cái diệp cảnh diêm, cùng chết một cái diệp gia gia tộc làm lựa chọn, hắn tự nhiên là lựa chọn chết một cái diệp cảnh diêm. 10 phút sau, Trừng Phù hộ phàm một thân một mình bước vào diệp gia, khi diệp gia lão gia tử mặt, một kiếm chém giết diệp cảnh diêm tin tức liền truyền đến Tống gia, Tống Thiên Sách trong tay biết được diệp gia sau đó chẳng những không có truy cứu trách nhiệm còn phóng rừng phù hộ phàm rời đi đồng thời hủy bỏ tất cả nhằm vào rừng phù hộ phàm ám sát sau tống thiên sách trực tiếp liền bị khiếp sợ đến lớn như vậy diệp gia tự nhiên bị một cái rừng phù hộ phàm đè phải không còn cách nào khác cái này tống gia biệt thự tống thiên sách nghe thủ hạ hồi báo trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin không hổ là ta phù hộ phàm ca ca ngồi ở đối diện tống lưu luyến thì nét mặt tươi cười như hoa trên mặt không cầm được hưng phấn chương năm nguyên do trong đó chẳng phải chỉ là một cái gian bắt thổ dân gia tộc sao, có cái gì tốt ngạc nhiên. Gặp tống gia hai cha con giật mình như vậy, một bên liễu vân yên lại là có chút khịt mũi coi thường. Đường đường võ đạo tông sư, đừng nói đơn thương độc mã giết một cái diệp cảnh diêm. Cho dù là một thân một mình, giết hắn diệp gia, lại có cái gì tốt ngạc nhiên. Tiểu nha đầu, nghe ngươi lời này, tự hồ ngươi hiểu rất rõ lâm hữu phàm tiểu tử kia a. Tống thiên sách nghe vậy, lại là có chút hiếu kỳ. Tại chuyện này trước đó, hắn đối với lâm hữu phàm nhận thức, chỉ dừng lại ở ngé con mới để không sợ cọp cùng vọng tự đại giai đoạn nhưng lâm hữu phàm tại diệp gia giúp diệp gia người thừa kế mà diệp gia còn dám giận không dám nói lại là để cho ý hắn biết đến chính mình khinh thị lâm hữu phàm năng lực vì thế hắn đã hạ quyết tâm phải thật tốt điều tra tìm hiểu một chút lâm hữu phàm người này hiểu rõ không thể nói là chỉ biết là thực lực cùng thân phận của hắn thôi liễu vân yên nhàn nhạt nhiên địa đạo a à, có thể nói một chút sao tống thiên sách lúc này liền hỏi thăm Liễu Vân Yên chần chờ phút chốc, lại là không có mở miệng. Lúc này, Tống Y Y cũng nói theo, Yên Nhi, ngươi nếu là biết, đều có thể nói một chút nha. Vừa vặn, ta cũng thật tò mò nhà ta phù hộ phàm ca ca vì cái gì lợi hại như vậy đâu. Tất nhiên lưu luyến tiểu thư cũng muốn biết, vậy ta đã nói đi. Gặp Tống Y Y cũng muốn biết tin tức lâm hữu phàm, Liễu Vân Yên liền quyết định thổ lộ một hai. Các ngươi có biết tại Long Quốc cảnh giới, thần bí nhất, cũng cường đại nhất ẩn tàng thế lực là cái gì không? Tống Y Y cười hỏi. Trong Long Quốc thế lực cường đại nhất lốt điên. Tống Thiên Sách khẽ nhíu mày, có chút không hiểu, chỉ là một cái lâm hữu phàm mà thôi, làm sao còn liên lụy đến Long Quốc tối cường thế lực tổ chức. Tống Y Y thì đáp lại nói, Long Quốc thế lực cường đại nhất, hẳn là Thiên Cơ Các đi. Tính toán tường tận Thiên Cơ, trưởng khống võ viện cùng thương viện hai đại tổ chức, tại Long Quốc cảnh nội, Thiên Cơ Các nên tính là bá chủ cấp bậc A. Vậy các ngươi lại biết Thiên Cơ Các đương đại các chủ là ai chăng? Tống Y Y cười thần bí. Tiểu nha đầu, nghe ngươi lời này, chẳng lẽ cái kia Lâm Hữu Phàm vẫn là Thiên Cơ Các đương đại các chủ hay sao? Tống Thiên Sách âm thầm buồn cười. Thiên cơ các hắn đã từng nghe nói qua, nghe nói mỗi cái thành thị cấp một cơ bản đều có thiên cơ các phân bộ cứ điểm. Bất quá bởi vì Giang Bắc 10 năm trước còn thuộc về nhị tuyến thành thị, là gần nhất 2 3 năm mới tấn thăng đến thành thị cấp một liệt kê, bởi vậy, Giang Bắc cảnh nội còn không có thiên cơ các cứ điểm tồn tại. Đây chính là chính các ngươi đoán được, ta cũng không có nói. Liễu Vân Yên cười nói. Lời này vừa nói ra, Tống Thiên Sách cha con hai người đều là con ngươi co rụt lại, một mặt chấn kinh. Yên Nhi, ngươi nói. Thật sự, nhà ta phù hộ phàm ca ca thực sự là thiên cơ các đương đại các chủ tống y y có chút không bình tĩnh hắn cho là lâm hữu phàm chỉ là một người bình thường mà thôi lại không nghĩ rằng lâm hữu phàm vậy mà trở thành long quốc đệ nhất thế lực thiên cơ các đương đại các chủ đây không khỏi cũng quá bất khả tư nghị a à. không chỉ tống y y ngay cả tống thiên sách cũng không chịu được hoài nghi liễu vân yên phải chăng đang đùa bẩn chính mình cha con hai người dù sao thiên cơ các a à. đây chính là long quốc xếp hạng thứ nhất thế lực thiên cơ các đương đại các chủ ý vị như thế nào người bình thường có lẽ không hiểu rõ nhưng xem như một đời kiêu hùng tống thiên sách mà nói, vậy coi như quá rõ ràng bất quá. Dưới một người, trên vạn người. Chân chính nhân trung chi long. Nếu thật sự là như thế, cái kia cũng khó trách Diệp gia người thừa kế bị giết, mà Diệp gia còn dám giận không dám nói. Trầm mặt rất lâu, Tống Thiên Sách bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, thổn thức không thôi. Đổi vị trí suy xét, đổi lại chính mình là Diệp gia lão gia tử, chỉ sợ cũng không dám bởi vì chết một cái tử tôn, mà cùng thiên cơ các kiêu chiến a. Cũng không phải. Nghe thấy lời ấy, Liễu Vân Yên lại là khe khẽ lắc đầu nói, Lâm Hữu Phàm tuy nói là thiên cơ các các chủ, thế nhưng chỉ là trong tay hắn nắm trong tay thế lực mà thôi, còn chân chính để cho hắn dám một thân một mình đi tới Diệp gia trả thù sức mạnh, nhưng là hắn võ đạo tông sư cảnh giới cùng tu vi. Tông sư như rồng, đừng nói giết một cái Diệp cảnh diêm, cho dù là Diệp Diệp gia toàn tộc, cũng bất quá như giẫm chết một đám giống như con kiến đơn giản. Tống Thiên Sách cha con hai người, lúc này đã bị chấn kinh đến nói không ra lời. Đầu tiên là thiên cơ các các chủ, tiếp lấy lại là võ đạo tông sư. Mà hai cái thân phận này vậy mà đều điệp gia ở lâm hữu phàm một người trên thân, đây cũng quá làm người ta giật mình đi. võ đạo tông sư, ngươi nói cái kia lâm hữu phàm thì võ đạo tông sư, này, đây không có khả năng a? À. tiểu nha đầu, lâm hữu phàm mới còn trẻ như vậy, làm sao lại là tông sư cấp bậc cường giả đâu? phải biết con đường tu luyện càng đi về phía sau càng khó, nghĩ bước vào cảnh giới tông sư, càng là khó như lên trời, một cái chừng hai mươi mau đầu tiểu tử, làm sao có thể? khiếp sợ ngắn mũi sau đó, tống thiên sách bắt đầu nghi ngờ. Ngay cả Tống Y Y cũng có chút hoài nghi Liễu Vân Yên có phải hay không đang khoác lác, lấy chính mình cùng phụ thân làm trò cười. Có thể tiếp nhận xuống một màn, lại là để cho Tống Y Y cùng Tống Thiên Sách nói thẳng không ra lời tới. Chỉ thấy Liễu Vân Yên nhẹ nhàng dậm chân một cái, quanh thân một cổ màu xanh nhạt chân khí đột nhiên đổ xuống mà ra, tạo thành một tòa bát quái trận pháp. Nàng đứng tại trận pháp ở giữa trận nhãn vị trí, ngón tay vung vẩy ở giữa, một cổ vô hình cảm giác áp bách, trong nháy mắt để cho Tống Thiên Sách cha con hai người cảm giác như thân ở vực sâu vạn trượng. Lên. Chỉ nghe Liễu Vân Yên khẽ kêu một tiếng, một giây sau tống thiên sách cùng tống y y hai người bao quát trong phòng khách cấp cao ghế sofa bàn trà hàng vỉa hè trong nháy mắt liền bị một cổ lực lượng vô hình nắm đến giữa không trung liễu vân yên lại lần nữa phất tay cái kia bị lực lượng vô hình hơi nâng đến giữa không trung ghế sofa bàn trà liền có thể là vây quanh liễu vân yên xoay tròn tận mắt nhìn thấy đồng thời cảm nhận được đây hết thảy sau tống thiên sách cha con hai triệt để khuất phục thật là lợi hại thủ đoạn này đơn giản chưa từng nghe thấy làm cho người không thể tưởng tượng a à. tống thiên sách lên tiếng kinh hô đây bất quá là sư môn ta bên trong một chút kỳ môn thủ đoạn mà thôi, nhưng muốn thi triển những thủ đoạn này, nhất định phải nắm giữ tông sư tu vi. Liễu Vân Yên ngạo nghễ nói. Yên nhi, ngươi vậy mà cũng là tông sư. Khó trách. Khó trách hôm nay ngươi có thế cách xa như vậy, thay ta lập tức súng máy hạng nhẹ bắn phá. Tống y y bừng tỉnh đại ngộ. Tống thiên sách thì gương mặt không dám tin. Hắn nhìn xem cùng con gái nhà mình tuổi không sai biệt lắm thiếu nữ, nhìn lại một chút nàng vừa mới thi triển ra thủ đoạn, không khỏi có chút hoài nghi chính mình có phải là đang nằm mơ hay không một cái chừng 20 tiểu nha đầu, lại là trong truyền thuyết võ đạo tông sư. Đó bất quá là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Liễu Vân Yên nở nụ cười xinh đẹp, tiếp lấy nhân tiện nói, ta đều là tông sư, nếu hắn lâm hữu phàm ngay cả ta cũng không bằng, lại có cái gì tư cách, để ta làm hắn hơn một năm thị nữ nha hoàng đâu. Cái này, Tống Thiên Sách lúc này đã không biết còn có thể nói cái gì. Hắn nhìn về phía nữ nhi Tống Y Y, đáy mắt tràn đầy kinh hãi cùng không dám tin. Tống Y Y lúc này lại rơi vào trầm mặt, trong ốc nàng không ngừng hiện ra tự thấy đến lâm hữu phàm đến nay phát sinh hết thảy. Nghĩ lại, giống như nhà mình phù hộ phàm ca ca vẫn luôn là cực kỳ tự tin, không đem hết thảy để vào mắt. Đúng vậy a. À. Nếu hắn thực sự là thiên cơ các đương đại các chủ. Nếu hắn thực sự là một đời võ đạo tông sư. Vậy cái này gian bắt, vẫn thật là không thể vào mắt của hắn. Phù hộ phàm ca ca, thì ra ngươi ẩn tàng sâu như vậy, thậm chí ngay cả ta đều không có nói cho. Nghĩ đến chính mình công nhận, lại đem thân thể đều giao cho đối phương nam nhân vậy mà ưu tú như thế, tống y y bất giác đôi mắt đẹp lưu chuyển, một mặt mừng rỡ cùng tự hào. Chương 530, đời trước chưa từng yêu đương sao đang lái xe chuẩn bị trở về một gian cảnh thành rừng phù hộ phàm đột nhiên nhận được ngũ muội tống lưu luyến gọi điện thoại tới tay trái hắn lái xe tay phải tiếp thông điện thoại uy lưu luyến muội muội thế nào phù hộ phàm ca ca ngươi bây giờ người ở đâu a à, ta trở về một gian cảnh thành trên đường như thế nào nhớ ta ân rồi ta bây giờ đi tìm ngươi một hồi gặp nói xong tống lưu luyến trực tiếp cúp điện thoại nghe lấy điện thoại di động trong ống nghe truyền ra túc túc âm thanh trừng phù hộ phàm có chút choáng váng cùng lúc đó nhìn xem vội vã chuẩn bị ra cửa nữ nhi tống thiên sách một tay đem ngăn lại lưu luyến a à, cái kia ngươi đừng vội chúng ta thật tốt tâm sự trước tiên trò chuyện trò chuyện cái gì có lời gì ngươi nói mau ta thời gian đang gấp đâu tống lưu luyến hơi không kiên nhẫn ngươi nha đầu này gặp tống lưu luyến vội vàng như vậy mà nghĩ phải đi gặp trừng phù hộ phàm tống thiên sách không khỏi có chút buồn cười bất quá hắn biết rõ nhà mình khuê nữ tính khí lập tức cũng không trêu ghẹo cái gì, mà là nói thẳng vào vấn đề, ta muốn theo ngươi tâm sự ngươi đính hôn sự tình. Đính hôn? Cái kia Diệp Cảnh Diêm người đều đã chết, thi thể chỉ sợ cũng đã lạnh thấu, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ để cho ta cùng hắn cử hành một hồi minh hôn hay sao? Nghe vậy, Tống Lưu Luyến lập tức ảo não không thôi. Phi, biết nói sao đây, chỉ là một cái Diệp gia Diệp Cảnh Diêm mà thôi, nào có tư cách trở thành ta Tống Thiên Sách rể hiền. Tống Thiên Sách sầm mặt lại, cả giận nói, muốn làm ta Tống Thiên Sách con rể, hắn Diệp gia bên trong không có người có tư cách này. Lốt điên. Tống Lưu Luyến nếu muốn đến cái gì đồng dạng, lập tức gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, uy hiếp bờ nói, "Lão Tống, ngươi sẽ không phải lại cho ta an bài cái khác thông gia a. À. Ta có thế cảnh cáo ngươi, ngươi đừng tính toán khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, bằng không coi chừng đem ta ép, ta quân pháp bất vị thân." Một bên nghe được Tống gia cha con hai người đối thoại Liễu Vân khói tại chỗ trợn tròn mắt. "Ngươi nha đầu này, nói nhảm cái gì đâu? Cha ngươi ta là cái loại người này sao?" Tống Thiên sách mặt đen lên, tính khí nhẫn nại nói, "Ta là muốn nói với ngươi đàm luận, trừng phù hộ phàm tiểu tử kia cùng hôn sự của ngươi, phía trước hắn phá hủy ngươi cùng diệp gia tiểu tử nghi thức đính hôn lại đem nhân gia diệp gia tiểu tử giết chết nói thế nào cũng phải đền bù một cái a à. lão tống ngươi cuối cùng nói một lần tiếng người tống lưu luyến nghe vậy lập tức trong lòng vui mừng trên mặt hiện ra một vòng đỏ bừng tống thiên sách hợp lấy ta trước đó nói đều không phải là tiếng người rồi nhìn xem bị tình yêu choáng váng đầu óc hiếm thấy lộ ra một bộ tiểu nữ nhân tư thái nữ nhi tống thiên sách than nhẹ một tiếng nói hại thực sự là con gái lớn không dùng được a à. thôi thôi tất nhiên cái kia rừng phù hộ phàm tiểu tử có cưới nữ nhi của ta tư cách vậy ta cũng sẽ không làm khó hắn lưu luyến a à, ngươi quay đầu nói với hắn một tiếng có rảnh rỗi tới chúng ta tống gia một chuyến nhớ kỹ mang lên lễ hỏi tuy nói hắn là thiên cơ các các chủ nhưng ta tống thiên sách nữ nhi cũng không phải loại kia gọi là tới đuổi là đi tồn tại muốn cưới ta tống thiên sách nữ nhi nên có quá trình một dạng cũng không thể thiếu tống thiên sách nghiêm mặt nói biết tống lưu luyến gật đầu đáp ứng lập tức liền vội vội vã ra cửa xem như thiếp thân bảo hộ tống lưu luyến liễu vân khói tự nhiên cũng là cùng nhau đi tới hai nữ không bao lâu liền đã đến một gian cảnh thành khu biệt thự lúc này rừng phù hộ phàm đang tại bên ngoài biệt thự bờ sông câu cá nghe được có người đến liền quay đầu nhìn sang lưu luyến muội muội bên này thấy là nhà mình ngủ muội tống lưu luyến cùng với liễu vân khói rừng phù hộ phàm vội vàng hướng các nàng hai người vẫy vẫy tay tống lưu luyến trước tiên bước nhanh chạy chậm tới không đợi rừng phù hộ phàm phản ứng lại trực tiếp tung người nhảy lên nhảy tới trên rừng phù hộ phàm thân nàng hai tay ôm rừng phù hộ phàm cổ một đôi trắng nõn lại tính dẻo dai cực tốt đôi chân dài, càng là trực tiếp kẹp lấy rừng phù hộ phàm hông. Chán ghét, xem ta không có tồn tại đâu. Như thế mập mờ tư thế, để cho một bên liễu vân khói bất giác mắt cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Nàng nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, không nhìn tới cái này một đôi cuồng vung thức ăn cho chó cẩu nam nữ. Lưu luyến muội muội, đừng làm rộn, có người ở đâu? Rừng phù hộ phàm tâm bên trong ưa thích, nhưng thấy liễu vân khói liền đứng tại cách đó không xa, thế là cười ha hả nhắc nhở, muốn thân mật, quay đầu đi gian phòng thân mật, đại đình quản chúng, bị người thấy được không tốt. Sợ cái gì? Tống Lưu Luyến ngạo kiều mà trả lời một câu, lập tức bốc lên rừng phù hộ phàm cái cầm chính là một cái hôn thâm tình. Ách. Đột nhiên xuất hiện hôn, để cho rừng phù hộ phàm có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng cảm nhận được Tống Lưu Luyến nhiệt tình sau, hắn cũng không nhịn được bắt đầu đáp lại. Trong lúc nhất thời, hai người bàn nhược vô nhân ôm ôm ấp ấp, anh anh em em. Hai người bọn họ say mê trong đó, nhưng lại là khổ bảo vệ ở một bên liễu vân khói. Liễu Vân khói thỉnh thoảng quay đầu nhìn lên một cái, gặp hai người còn ôm ở cùng một chỗ lẫn nhau gặm, không khỏi đại mi cau lại, nhỏ giọng nói lầm bầm, không phải liền là hôn môi sao, có dễ chơi như vậy sao? 15 phút sau. Không được không được, muốn hít thở không thông. Tống Lưu Luyến đẩy ra rừng phù hộ phàm, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Một tấm tinh xảo kiều nhan lúc này đỏ bừng, giống như quả táo chín, nhìn cực kỳ mê người. Tiểu Ni tử, ngươi đột nhiên chạy tới, là có chuyện gì phải cùng ta nói đi. Trừng phù hộ phàm khóe miệng khẽ nở nụ cười ý, đưa tay tại trên tống lưu luyến cái mũi xinh xắn nhẹ nhàng quét qua. Ta tới là muốn hỏi ngươi, dự định lúc nào đi nhà ta cầu hôn. Tống lưu luyến đỏ mặt hỏi. Nói chuyện ngoài, nàng một đôi mắt đẹp không chớp mắt nhìn chầm chầm rừng phù hộ phàm ánh mắt, dường như là muốn đem rừng phù hộ phàm ý tưởng nội tâm đều xem thấu đồng dạng. Cầu hôn. Nhanh như vậy sao? Rừng phù hộ phàm sững sờ, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhanh. Ngươi cũng đem ta như vậy, lúc đó như thế nào không che nhanh. Như thế nào, sắp đến nhường ngươi phụ trách, ngươi liền bắt đầu tìm lý do sao? vẫn là nói ngươi căn bản liền không có từng nghĩ muốn cưới ta tống lưu luyến có chút mất hứng dĩ nhiên không phải ngươi cô gái nhỏ này suy nghĩ lung tung thứ gì đâu ta chẳng qua là cảm thấy tiến triển quá nhanh hơn nữa ta tại giang bắc còn không có xông ra thành tựu đâu cha ngươi cũng chưa chắc đáp ứng đem ngươi gả cho ta nha rừng phù hộ phàm nhanh chóng giảng giải ngươi cho rằng nhiều ngươi cầu hôn là ta ý tứ sao nghe vậy tống lưu luyến phong tình vạn chủng mà trắng rừng phù hộ phàm một mắt đây cũng là để cho rừng phù hộ phàm có chút kinh ngạc không thôi hắn lúng ta lúng túng nói, không phải ngươi, chẳng lẽ là cha ngươi ý tứ? Không đúng, lúc trước hắn còn rất phản đối tới. Ngươi cũng nói đó là lúc trước, phía trước ngươi cái gì cũng không làm, hắn tự nhiên cảm thấy ngươi không năng lực, nhưng ngươi hôm nay đi dịp gia, làm thịt dịp cảnh diêm, còn ép tới dịp gia không dám đánh kích trả thù, cái này đủ để chứng minh năng lực của ngươi. Tống Lưu Lý ngọt ngọt cười, ông rừng phù hộ phàm mạnh mẽ đanh thép eo, tiếp tục nói, hơn nữa, cha ta bây giờ cũng biết thực lực của ngươi cùng bối cảnh, hắn đã không kịp chờ đợi muốn cho ngươi làm hắn trễ hiền. Thì ra là thế, Trần phù hộ phàm nghe vậy lập tức bừng tỉnh hiểu ra nghĩ nghĩ trừng phù hộ phàm bỗng nhiên nói vậy ta ngày mai liền đi nhà ngươi cầu hôn bất quá hai ta đính hôn thời gian đoán chừng phải tạm định vì cái gì tạm định chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta đính hôn tống lưu luyến biến sắc đông nghe vậy trừng phù hộ phàm trực tiếp tại tống lưu luyến trên trán gõ một cái cái sau kêu đau một tiếng một mặt quỷ khuất trừng phù hộ phàm lại đưa tay vuốt vuốt tống lưu luyến cái trán. ôn nhu nói ta đương nhiên suy nghĩ bất quá ta cũng không muốn tại hai ta đính hôn thời điểm bị một đám sát thủ ám sát, vì cam đoan hai ta đính hôn thời điểm không người đến làm phá hư, ta cuối cùng không trước tiên cần phải đem tìm tàng uy hiếp bờ đều xóa đi a. À. Vậy được, ta chờ ngươi. Tống Lưu Luyến nói, đem đầu dán tại rừng phù hộ phàm trên lồng ngực, nghe rừng phù hộ phàm cái kia mạnh mẽ mà hữu lực tiếng tim đập, nàng cảm giác hết sức thỏa mãn. Ta nói các ngươi hai đủ không có a, à, để cho ta tại cái này uống gió tây bắc sao? Vẫn là xem ta không có tồn tại đó a. À. Ngay tại hai người anh anh em em thời điểm một mực bị cưỡng ép nhất thức ăn cho chó liễu vân khói cuối cùng không thể nhịn được nữa nào có dạng này a à? ròng rã nửa giờ trôi qua không phải thân chính là vuốt ve hôn hôn có như vậy ngọc sao ông một cái có thư thái như vậy sao đây là độc thân mấy trăm năm vẫn là đời trước chưa từng yêu đương a à?